Và vì vậy cho nên Green's Fairy Tale nó là chuyện cổ tích Grimm. Now the brothers Grimm Jacob and Wilhelm uh, name their story collections Name their story collection, children's and household tales, and published the first of it, the first of its seven editions in Germany in 1812. Đấy. Những nhà anh em, nhà anh em Grimm bao gồm đó là Jacob và Wilhelm, thì đã đặt tên cho cái bộ sưu tập những cái câu chuyện của họ Nó có tên là um, Chuyện gia đình và trẻ em nhá, Chuyện cổ dành cho gọi là gia đình cũng như là trẻ em nhá, những, những những cái gọi là kiểu đối tượng nhá, Nó hướng đến Và họ đã xuất hành À sorry họ đã gọi là kiểu như xuất bản Cái um, gọi là cái bộ đầu tiên trong Bảy cuốn của mình đấy, Ở nước Đức vào năm 1812 Đấy web web thì nó là mini IELTS nha đây là một đề IELTS nhớ chưa uh, right có thể là cái tên livestream thì nó hơi bị misleading với mọi người nhưng mà hôm nay tự nhiên mình nổi hứng mình làm đề IELTS nha uh, đây name their story collection tức là name á, nó dùng một dạng động từ đặt tên nha cấu trúc của nó này đó là name something cộng với lại cái tên riêng ở đằng sau Đấy, và đây có phải house hotels đó là kiểu các cái câu chuyện mà nó nó liên quan đến Um, gọi là gia đình xong rồi là cái 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 gọi là cái môi trường gia đình đúng không chúng chúng ta gọi là household tức là những thế household tales nhá và publish tức là kiểu xuất bản ra đấy, rồi xuất xuất bản ra nếu như mà liên quan đến chuyện liên quan đến sách đấy cái thì đó là kiểu như cái ấn bản nhá cái ấn bản và đấy là cái phần đầu tiên trong bảy ấn bản của họ ở nước Đức vào năm 1812. Đấy, the table là Uh, the table of contents reads like an A list of fairy tale celebrities. Đấy, Cinderella này, rồi Sleeping Beauty, Snow White, Little Red, uh, Little Red Riding Hood, rồi Rapunzel rồi là tất rất là nhiều những nhân vật ở trong truyện cổ tích. Nha. Chúng ta sẽ có là cái mục lục của cái câu chuyện, cái cái cuốn truyện cổ Grimm này thì nó đọc như là một cái danh sách của những ngôi sao Uh, những gọi là người nổi tiếng trong chuyện cổ tích mà thuộc hạng A. Đấy, chúng ta sẽ có là table of contents nó là như thế. Thực ra nha, cái từ content nó là nội dung á. Đấy thì các bạn hãy nhớ rằng là table thì đó là một bảng, đúng không? Thường gọi là bảng thống kê hay là kiểu bảng mục lục thì đấy chúng ta sẽ có cả một cái cụ như thế này nhé chúng ta phải dùng theo cả cụ đấy yeah. nhé right table of contents nó đọc là content nhé không phải content đâu rồi a list thì thường ấy nó ám chỉ là những người mà gọi là ngôi sao hạng A khi mà các bạn đi với lại cái từ ngôi sao ở đằng sau thì nó sẽ trở thành đó là ngôi sao hạng A đấy, A list stars, đấy, A list rồi stars những ngôi sao hạng A đấy, và thậm chí các bạn có thể gọi đó là A lister cũng được, đấy, A lister đó đó là những người đúng không nằm trong cái danh sách của những ngôi sao hạng A đấy và chúng ta sẽ có là fairy tale này celebrities đó là những người nổi tiếng mà bước ra từ chuyện cổ tích à. rồi a list là như thế nhá, một danh sách những người hạng a thì đây bao gồm những người này uh, sleeping beauty thì là cái gì nhỉ công chúa ngủ trong rừng à? à xong rồi là bạch tuyết này Rồi là cô gái quàng khăn đỏ này Little Red Riding Hood uh, Cái từ hood này này Cái từ hood này này Nó có là cái mũ chùm Mũ chùm nhá Mũ chùm Rồi Còn nếu mà hoodie đúng không Thì đó là cái mũ là cái áo có mũ trùm thì nó là hoodie nhưng cái hood ở đây nó là cái mũ chùm thôi rồi tiếp theo chúng ta có là Rapunzel là cái cô nàng công chúa gì gì đó đúng không nói chung là rất rất nhiều những nhân vật ở trong truyện cổ tích nhé tiếp theo drawn mostly from oral narratives the the 210 stories in um, the, the in diagrams collection represent an anthology of fairy tales animal fables rustic Uh, forces and religious allegories that remain unrivaled to this day. Đấy, được lấy ra phần lớn từ những cái giai thoại truyền miệng. Đấy thì có 210 câu chuyện cổ tích ở trong đây, trong cái bộ sưu tập của truyện cổ Grimm thì nó đại diện cho uh, cái gì nhỉ? Đại diện cho một cái nền nhân khẩu không không? Cái từ anthology Anthology tức là kiểu liên quan đến nghiên cứu về nhân khẩu các bạn ạ, liên, nghiên cứu về kiểu cấu trúc uh, mọi người ở trong xã hội. Đấy, đây không phải là báo nhé. Hôm nay là đề IELTS các bạn ơi. Nào, ừ vậy thì đó là kiểu một cái nhóm nhân khẩu đúng không? Về những cái câu chuyện cổ tích này, uh, rồi là những cái animal fables. Cái từ fables này nó cũng có nghĩa là chuyện, nhé. Thường gọi là kiểu như là chuyện. Giai thoại được uh, đồn lại đúng không? được truyền lại thì đấy nó gọi là fables, khá là giống một cái từ fairy tales, khá là giống từ tales luôn đó. Từ fables này nhá. Đấy, khá là giống từ tales luôn. Rồi, còn từ For forces này đúng không? Khả năng nó cũng sẽ là một cái từ mà nó tương đương từ legends. Khả năng thế. Đấy, có nghĩa là kiểu những cái uh, những cái giai thoại, những huyền thoại mà nó truyền lại đúng không? Đấy. Rồi, tiếp theo này, đó là religious Uh, allegories chắc chắn cái từ này nó cũng tương đương với từ story các bạn ạ. Đấy bởi vì là mình thì mình mình không dùng những từ đấy bao giờ nhưng mà trong cái văn cảnh này nhá nó quy định rằng đây bắt buộc nó phải là những cái sự uh, lịch sử đúng không liên quan câu chuyện liên quan lịch sử. Đấy nó có thể là kiểu bằng từ history ha. Rồi nào mình phân tích cho mọi người này từ draw nó là kéo nó là rút nó là lấy ra nó là hút ra và nếu mà chúng ta dùng từ drawn đúng không ý của nó có nghĩa là kiểu được lấy ra nhá, được lấy ra phần lớn này từ những cái gọi là uh, sự tường thuật lại qua miệng của mọi người đúng không truyền miệng cái từ oral này nha từ oral này này thì nó có nghĩa là kiểu như qua cái đường miệng đấy và narrative thì đó là kiểu như sự trần thuật đấy, narrative đó là sự trần thuật sự kể lại kể lại qua miệng truyền miệng rồi Ok, vậy vậy thì tức là những cái câu chuyện cổ tích đó đúng không? Phần lớn nó là những thứ gì mà kể lại qua miệng. Và tiếp theo 210 câu chuyện này trong cái bộ sưu tập của Grimm nha thì từ từ bỏ này đi. Bộ sưu tập của Grimm á, chuyện cổ Grimm thì nó đại diện cho nó represent anthology mình đã phân tích rồi đúng không? Đó là kiểu như ngành nghiên cứu về nhân khẩu. Đấy, còn fairy tales chuyện cổ tích này. Cái từ fables này nha, chắc chắn là từ tales. Một cái một cái phiên bản tương đồng và đó là những cái câu chuyện về động vật. Được rồi, tiếp theo rustic, tức là những thứ gì nó mang tính chất là mộc mạc. Mộc mạc. Mộc mạc. Ok. Và đây chắc chắn là kiểu như những cái giai thoại đúng không hay là kiểu những cái 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 cái, cái lời ngụ ngôn à? À, thực ra cái từ này nó là một cái từ chuyên môn liên quan đến những cái văn tự rồi đúng không? Chắc chắn là như thế các bạn ạ. Còn trong cái phòng thi nhá thì các bạn cứ hiểu là ngữ cảnh nó quy định rằng đây nó phải đồng nghĩa với từ fairy tales được à, bởi vì khi mà nó giải thích ra a này b này và c này thì đó là những cái bộ phận mà nó gọi là được bao kèm đúng không được gọi là đính kèm theo cái fairy tales này nó giống một cái từ ấy nó gọi là including những thứ đó đấy thì cùng cái thứ mà nó gọi là umbrella vocabulary nó sẽ quy định rằng đấy là những từ mà nó có thể coi như đồng nghĩa với nhau right rồi ok religious đúng không uh, allegories rồi, thì có từ religious, đó là tôn giáo, là tâm linh Thì chắc chắn đây là những cái thứ gì mà nó gọi là truyền lại về tôn giáo Rồi, that remain unrivaled to this day Tức là những cái câu chuyện đấy Tất cả những thứ gì mà nó ở trong cái cuốn chuyện cổ Grimm ấy, Nó vẫn là những thứ gì mà nó gọi là không thể nào sánh bằng cho đến ngày nay Đấy, nó remain này, tức là kiểu nó giữ nguyên ở cái trạng thái unrivaled Cái từ rival, nó có nghĩa là kiểu đối thủ Dùng dạng động từ tức là cạnh tranh vì vậy cho nên là unrival tức là kiểu không thể nào được cạnh tranh Nó khá là giống từ Unmatched Vô đối Được không? Vô đối Đấy, tới ngày này Rồi, tới ngày này Alright Tiếp theo ừ, Chuyện ngụ ngôn về động vật đúng không? Đấy, ngụ ngôn, chuyện ngụ ngôn về động vật Đấy thì mình đã Cho mọi người một cái gọi là cái tip ấy Để mà các bạn có thể Kể cả nhá, một cái từ mới nhưng mà các bạn vẫn có thể hiểu được nó trong phòng thi Đúng không? Đó là một cái tip nó gọi là Umbrella Umbrella Vocabulary Umbrella Vocabulary Cái ô ấy Tức là bây giờ Một từ đúng không Thì bao giờ nó sẽ có Một cái nhóm ô Một cái ô bao trùm nó Đấy và nếu như mà các bạn Xác định được cái phần đằng trước à, Thì nó chi phối Cho tất cả những tầng nghĩa Của những từ liên quan đằng sau Rồi right. Rồi tiếp theo à, Chứ còn mấy cái từ này nhá Gần như là ít khi mà người ta sử dụng Vì vậy cho nên các bạn có học ấy, Các bạn cũng không vào được đầu đâu Đúng không Ít khi lắm có thể là mình sẽ lưu được nó ở một cái nó gọi là từ vựng thụ động nhưng mà gần như là các bạn dễ quên lắm nào such lasting fame would have shocked the humble grims uh, during their life th during their lifetimes the collection so modestly in Germany at first only a few hundred copies a year nào cái danh tiếng mà nó kiểu kéo dài từ từ cái danh tiếng lâu dài đó thì nó sẽ gây sửng sốt cho anh em nhà Grims những người mà kiểu vô cùng là khiêm tốn à, những người kiểu như kiểu có cái địa vị khiêm tốn trong xã hội Đấy. nó có từ humble đây đúng không đó là những thứ gì mà kiểu nó tầm thường nó ở mức vừa phải xong rồi là thậm chí nói đến tính cách thì tức là khiêm tốn đó would have shocked tức là kiểu nếu như ở quá khứ nếu như mà giả định một cái điều này nó lùi lại trong quá khứ đúng không à, một cái điều không có thật trong quá khứ ấy, thì nó sẽ shock tức là nó sẽ gây sốc cho hai anh em ở đây. Đấy còn lasting fame tức là cái danh tiếng rồi mà nó kéo dài, nó nó có sự gọi là kéo dài đến tận ngày nay. Đó, các bạn có thể thêm một cái từ long lasting nó vẫn thế. Nha yeah, long lasting, enduring cũng thế đúng không? Enduring, rồi enduring, Đó cũng thế. Ok, còn fame thì tức là kiểu uh, reputation đúng không, đơn giản, đưa ra mấy từ đồng nghĩa để cho các bạn khai thác luôn nhá Reputation này, celebrity này Rồi uh, uh, Famousness, đúng không, famousness đúng. đúng rồi, đây là bài IELTS Đây là bài IELTS mà, đúng không uhm. Tiếp theo uh, nào trong cái cuộc sống của họ này trong cái gọi là cái thời mà họ còn sống này thì cái bộ sưu tập truyện truyện cổ Grimm thì nó được bán với một cái số lượng vô cùng là khiêm tốn ở nước Đức ban đầu thì nó chỉ có một nó 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 chỉ có một vài trăm ấn bản được bán ra mỗi năm thôi đấy chúng ta sẽ có lifetime ở đây chính là cái vòng đời cái cuộc đời của họ đúng không đấy, cái cuộc đời của họ vì sao nó có số nhiều bởi vì bản thân nó đang ám chỉ hai anh em tức là mỗi người một lifetime đấy vì vậy cho nên là there nó sẽ đi với lại cái danh từ số nhiều ở đằng sau đấy chưa? và tiếp theo nào sold bản thân nó được bán ra ấy, bao nhiêu cái ấn bản cái số lượng của nó ấy. modest cũng là khiêm tốn và nếu như mà chúng ta nói đến một cái mức độ một cái con số thì tức là một cái con số nó vừa phải đấy chưa? và tiếp theo này a few hundred copies đó là ấn bản nhá mỗi năm notoriety, notoriety đó là kiểu như sự nó gọi là khét tiếng. Đúng không? Tức là kiểu nổi tiếng về một cái thứ gì đó hơi tiêu cực thì đấy gọi là notoriety. Đấy. Now the early editions were not even aimed at children. Những cái ấn bản đầu tiên thì thậm chí nó còn không được hướng đến dành cho cái đối tượng đó là trẻ con. Đấy, editions nha thì chúng ta sẽ có từ edit đúng không? Tức là kiểu chỉnh sửa. Đó, đó là sau khi mà các bạn viết ra rồi, các bạn chỉnh sửa lại các bạn gọi là um, hoàn thiện tất cả những cái đầu cuối của nó thì đấy chúng ta sẵn sàng để mà xuất bản ra thì đấy nó gọi là một cái edition nha một cái edition em right. dùng dạng động từ tức là được nhắm đến đây này có bị động này được nhắm đến về phía của uh, trẻ con nha chúng ta có thể ghép thành một cái từ như thế này nha đó là children em rồi ví dụ như kiểu advertisements đó những những cái quảng cáo ấy mà nó nhắm đến uh, trẻ con thì uh, rồi hoặc là content uh, content đúng không đó là nội dung mà được hướng đến cho trẻ con the brothers initially refused to consider illu illu illustrations and scholarly footnotes uh, took up almost as much space as the tales themselves right. hai người anh em Grimm thì ban đầu từ chối cân nhắc đến những cái hình vẽ minh họa ở trong cái uh, cuốn sách của mình và những cái uh, những cái lưu làm sao nhỉ, những cái mà nó gọi là phụ lục này mang tính chất rất là học thuật thì nó chiếm phần lớn cái dung lượng uh, như là những cái câu chuyện như là bản thân những cái câu chuyện ở trong cuốn sách này đấy tức là nó, nó có rất là nhiều footnotes nha nó nó thêm ra những cái phụ lục để mà giải thích đúng không giải chú initially tức là à at first tức là ở thời điểm ban đầu ấy cái cái gọi là cái, cái lúc ban đầu ừ. họ refuse tức là họ từ chối đây tí nữa giải thích cho nha yeah. à, illustration thì illustrate tức là minh họa và illustration tức là hình minh họa có số nhiều đúng không đó là những thứ đếm được rồi những hình minh họa scholarly ấy, thì khá là giống từ academic Khá là giống từ đấy nha, tức là mang tính học thuật, mang tính kiểu như là um, dựa trên những học thuyết các thứ đúng không? Ừ, rồi học giả các thứ. Còn foot, uh, foot đó là chân, note tức là ghi chú. Vậy vậy thì nó có nghĩa là kiểu như là cái ghi chú ở phía dưới này, nó gọi là cái phụ lục đó. Đấy, à, hoặc là cái chú thích. Đó, các bạn có thể hiểu là như thế. Bởi vì cái foot, cái foot đó là cái ở chân mà, đúng không? Đấy, chú thích. Ừ, đi kèm nha, đi kèm. Rồi, thì gọi là foot note uh took up, đúng không? Khi mà chúng ta take up. À, nó giống cái từ occupy. Tức là nó đi với không gian nhá, khi mà dùng cái từ take up này này là nó đi với không gian các bạn ạ. Chiếm một cái lượng không gian như thế nào đó. Đấy và đây là chiếm một cái lượng không gian, một cái lượng gọi là trang giấy giống như là những cái câu chuyện. Được không? À, ghi chú gọi là viết được một câu chuyện để ghi chú đúng theo kiểu 50 50 easy như mình đang làm này. nào Jacob and William uh, view themselves as patriotic Folklorist. à, hai cái anh chàng Grimm, anh em nhà Grimm thì tự nhận bản thân mình, tự nhìn nhận bản thân mình, đó là những người khó nhỉ? Những người lưu giữ câu chuyện dân gian, những người kể chuyện dân gian, yêu nước nha. thì chúng ta sẽ có từ view đó, đó là nhìn nhận, nó dùng ở dạng động từ ấy, tự nhìn nhận bản thân mình là đấy. Còn patriotic có nghĩa là cái từ yêu nước nha, đó là tính từ. Còn nếu mà lòng yêu nước ấy thì chúng ta gọi là patriotism Đấy patriotism Rồi Nhưng mà đây có từ folklorist Thì folklore đúng không đó là chuyện dân gian đấy. Hay là kiểu ngụ ngôn dân gian Và folklorist có là những người kể chuyện Những người nghiên cứu chuyện ngụ ngôn dân gian yêu nước đó, Nó dịch ra là như vậy nha các bạn nha Folklore Thực ra thì uh, Nghệ thuật dân gian đúng không thì nó là folk Từ từ folk art right thì đấy nghệ thuật dân gian cứ khi nào mà nó có từ folk ở đây ấy đó là các bạn đưa cái từ dân gian vào thậm chí đại chúng nó cũng có thể hiểu là folks ở dạng số nhiều folks nhưng mà xem uh, nào uh, my folks thì nó lại trở thành ông bà già của tôi bố mẹ ấy một cái cách kiểu như nói hơi xuồng xã để mà ám chỉ my parents ông bà già nhà tao đúng không kiểu thế my folks right my folks nào not as entertainers of children Họ tự nhận bản thân mình đó là những nhà nghiên cứu chuyện ngụ ngôn dân gian Chứ không phải là những người mua vui cho trẻ con Đúng không? Cái entertainer đó là cái người mua vui nhé các bạn nha Entertainment đó là sự giải trí mà đúng không? Vậy thì entertainer chính là người mua vui Đem đến gọi là sự vui thú cho người khác Now, They began their work at a time When Germany had been overrun by the French under Napoleon not Napoleon nha yeah. Họ bắt đầu cái công trình viết cái cuốn truyện cổ Grimm của mình Tại một cái thời điểm khi mà nước Đức Nó đã bị uh, Overrun Có thể hiểu là kiểu như là nó Nó đã bị xâm lấn đúng không? Hay là kiểu nó đã bị gọi là, 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 là Chiếm đụng đi Đấy, Bởi uh, dân Pháp nha Dưới cái thời trướng của Napoleon Chúng ta sẽ có từ Overrun ở đây Thực ra thì sẽ nào Run, đúng không? Thì bây giờ các bạn phải hiểu run Nó còn có nghĩa là run over nữa Mà run over thì tức là kiểu lấy xe nhá Cán qua một cái người nào đó Thì gọi là run over Nhưng mà nếu mà đảo ngược cái động từ lại Thì chúng ta có thể hiểu có nghĩa là kiểu như đàn áp đi Đấy, đàn áp đi Được chưa? Đấy, giống cái ô tô ấy, khi mà nó đè lên á Rồi, còn xem nào Napoleon chắc chắn là dưới cái thời của Napoleon này Đó, thống trị chính xác đấy Ừ Now, who was intent on suppressing local culture? Ông Napoleon, người mà rất là dắt tâm trong cái việc đó là kìm hãm văn hóa địa phương. Suppressor thì nó gọi là cái ống giảm thanh, ống hãm thanh, nha, thì gọi là suppressor. Thế cho nên suppress đó là kiểu hãm nó lại, được, giữ nó xuống, kìm nó xuống. Thì đấy, chúng ta sẽ có từ suppress nó là như thế. Rồi, nói đến cái ách mà nó gọi là ách đô hộ cai trị, xong rồi chúng ta kìm hãm người địa phương. Ừ. Còn intent on doing something thì đó là một cái cấu trúc C2 nó có nghĩa là kiểu có một cái ý định cương quyết làm cái việc gì đó nhá và mình có thể dịch ra trong cái văn cảnh này đó là giáp tâm. Giáp tâm. cương quyết đó, cương quyết giáp tâm. Tùy vào cái ngữ cảnh nhé, nó là tích cực hay là tiêu cực nhé thì chúng ta sẽ có thể sử dụng theo cái ý nghĩa tương ứng. Rồi, tiếp theo, local culture đúng không? Văn hóa địa phương as young workaholic scholars, single and sharing a cramped flat, the the brothers Grimm undertook the fairy tale collection with the goal of serving the under uh, serving the endangered oral này uh, uh, từ từ. Serving the endangered uh, oral tradition of Germany. Sao mắt mình tự nhiên khó nhìn thế nhỉ. Được Chúng ta sẽ có này là những cái người học giả Trẻ rất là chăm chỉ trong công việc của mình um, sống độc thân và cùng chia sẻ với nhau một cái căn hộ mà nó vô cùng là chật trội thì hai anh em nhà Grim đã đảm nhận cái um, hay là kiểu như bắt đầu cái hành trình viết cuốn chuyện cổ Grim của mình với một cái mục đích uh, một cái gọi là mục tiêu đó là phục vụ cái truyền thống dân gian hơi 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 khó dịch chỗ này này đó là phục vụ làm sao nhỉ phục vụ cái truyền thống dân gian truyền miệng đang có nguy cơ tuyệt chủng đúng không của Germany <laughs> mình dịch đại khái như thế thôi nha chứ còn mình phải phân tích từ là chính mà để chưa Đấy, mình không phải là kiểu dịch giả Thế cho nên là có những chỗ mà mình không biết tìm tiếng Việt như thế nào cho nó hợp lý các bạn ạ ví dụ cái từ in danger này này đang gặp nguy cơ nó gọi là kiểu như biến mất đúng không hay là kiểu đang trong cái sự nguy hiểm Đấy, đang bị đe dọa, nha và oh, nó gọi là oral tradition tức là kiểu như những cái truyền thống, nhưng mà nó đã có từ oral nữa, tức là qua miệng, nha, truyền thống qua miệng, thì ý của nó có nghĩa là những cái tập tục đúng không? mà nó theo dân gian là nó truyền miệng, Đấy, cứ thế người ta truyền miệng với nhau, nhớ từ oral nhá tức là kiểu liên quan đến miệng, Đấy, oral là như thế, còn in danger tức là đang gặp nguy hiểm, đang gặp nguy hiểm. Uh, nó có nguy cơ là nó có thể biến mất đó thì chúng ta gọi là in danger thực ra ấy, cái từ in thì nó là tạo ra một thứ gì đó Nha, yeah. và điện danger thì nó là nguy hiểm đó in danger tức là gây ra nguy hiểm nhưng mà bởi vì nó có ed thì tức là à nó gọi là gặp nguy hiểm đó in danger có ed tức là kiểu có dạng bị động ở đấy vào được chưa thì nó gọi là gặp nguy hiểm đang có nguy cơ rồi uh, tiếp theo đó là workaholic cái đuôi aholic holic Tức là nói đến một cái hiện tượng mà người ta sẽ cuồng trong một cái việc gì đó. Workaholic, cuồng làm việc. Đó. làm việc rất là nhiều, tham công, tiếc việc. Scholar thì đó là học giả nhé. Thực ra các bạn có cái từ shopaholic, chính là một người nghiện mua sắm, đúng không? Shopaholic. holic ờ, cái gì? Alcoholic, tức là một cái người nghiện rượu. Alcoholic. Rồi là cái gì holic nữa? Travelholic, là kiểu một người mà nó gọi là nghiện đi du lịch để các bạn có thể gọi là ghép từ như thế các bạn ạ nó rất là hay ừ. thì holic thì holic có từ đấy à travel holic thì nó ok này rồi al alcoholic này shopaholic này nhưng mà thi nó nên có một cái âm gì nữa đi kèm nữa đúng không thi cơ no thi holic à, à thi lịch đúng không? lịch hóa ra nó chỉ có gọi là mấy âm như thế thôi à? Ok. Đấy là người thích uống trà. Còn đây, mình thích cái từ này này, người thích đi du lịch này. Rồi. Cái undertook ấy, đó là cái quá khứ của từ undertake. Mà undertake khi mà chúng ta đi với một trách nhiệm thì tức là mình đảm nhận cái trách nhiệm đó. Nhá. Đó, undertake một cái trách nhiệm, một cái trọng trách ấy, thì tức là chúng ta đảm nhận trọng trách đó. Rồi. Và cramped à, thì từ này nó có nghĩa là kiểu bị 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 bó buộc lại đấy bình thường nha các bạn bị chuột rút á thì các bạn gọi là cram nha have a cram rồi have a cram have a cram tức là bị chuột rút và nếu mà nó rút lại tức là nó co lại đúng không? Đấy, và nếu mà chúng ta dùng cram ở dạng ed như thế này với tính từ thì nó coi là những thứ gì mà nó chật trội nha nó hẹp nó chật trội flat thì đó là apartment đúng không? Right, rồi ok hết hết từ mới chưa À, serving à? À, serve thì nó coi là phục vụ một thứ gì đó Đấy, với cái trọng trách, đúng không? Phục vụ cái này Tiếp theo Bị dồn à? Ok uh, Holistic approachable là sao? Ok, rồi tiếp tục này. For much of the 90th century, teachers, parents and religious figures, particularly in the United States, uh, deplored the Grimm's collection for its raw, uh, uncivilized content nào, trong phần lớn giai đoạn của năm của thế kỷ 19 này thì những giáo viên những bậc phụ huynh và những uh, người có địa vị trong tôn giáo cụ thể đó là ở nước mỹ họ đã deplore họ đã deplore tức là kiểu như họ đã làm sao nhỉ uh, deplore implore đó là kiểu khẩn khoản đúng không Van xin vậy deplore ở đây khả năng là kiểu như họ đã chù um, dập à đấy hay là kiểu như họ đã gọi là 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 phán trách, đấy có thể hiểu như thế nhé, phán trách, phán trách, cái gì, cái bộ sưu tập những cái câu câu chuyện cổ Grim này cho bởi vì là cái nội dung mà nó kiểu không văn minh cũng như là rất là thô tục của nó, nha, ok, chúng ta sẽ có từ figure ở đây này, nó là con số, nó là số liệu nhưng mà ngoài ra nó còn có là nhân vật, à, nhân vật nổi bật, thì nó là figure, nha, nổi bật. Đấy, và nếu có từ nó gọi là religious đúng không? Figures, đó là nhân vật tôn giáo. Ok, còn much, nó nói đến kiểu như phần lớn cái thế kỷ 19 đấy. Đấy, much, đúng không? Một cái lượng lớn mà. Đây, uncivilized, đó là những thứ gì nó không văn minh. Đấy, và nếu ngược lại, văn minh thì gọi là civilized. Nha, civilized. Đấy, còn đây, uncivilized. Content, nội dung. Còn raw, đó là những thứ gì mà kiểu như nó rất là thô, Đấy, thô xong rồi là nó Thậm chí nhá Raw meat Đó là thịt mà nó gọi là thịt còn sống Được chưa Và nếu như chúng ta đi cái content ở đây Đó những nội dung mà nó rất là thô thiển Nội dung thô thiển Ok Deplore là như thế này ừ. Deplore Deplore Cứ xem lại Cái từ này là một từ nên học đấy các bạn ạ đấy, Implore đó là khẩn khoản nhá Nhưng mà deplore thì đó là kiểu như Đây Say Hoặc là think that something is very bad đây tức là kiểu uh, khiển trách mình dịch như thế có đúng không? là phán trách có đúng không? không biết tiếng việt của nó nên được dịch như thế nào cho hợp lý đúng không? nói chung là mình um, disapprove of something đấy nói một cách đơn giản là như vậy. Offended adults objected to the gruesome punishment inflicted on the story's villains. Nào những người lớn mà cảm thấy bị xúc phạm Đấy, thì người ta phản đối những cái hình phạt mà nó vô cùng là man dợ cho được giáng xuống những cái người uh, gọi là những cái ác nhân ở trong những câu chuyện này nhé offended adult đó là những người những người lớn mà cảm thấy rằng là à bây giờ ấy ôi tôi thấy nó nó như kiểu là nó đang xúc phạm đến cái danh dự của mình đấy vì thế cho nên là nó đang offend mình đấy nó đang offend mình đấy, bởi vì offensive tức là mang tính xúc phạm thế thì offend đó là dạng động từ ý của nó coi là xúc phạm một ai đó rồi vào đây những người bị xúc phạm này đấy cảm thấy nó nó không hợp với mình đúng không không hợp với cái lý tưởng tôn giáo của mình đó chúng ta có từ object đó là phản đối một thứ gì đó nhá và nó đi với giới từ to bây giờ nó đi với giới từ to từ từ chết chết hơi 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 to hơi to hơi to rồi nó đi từ to nhá các bạn nhá vì vậy cho nên chúng ta gọi là objection đấy đó là một sự phản đối rồi đúng chưa và tiếp theo gruesome ok gruesome này nó nói đến những thứ gì mà nó rất là man di mọi dọ rất là kiểu um, dã man xong rồi là mang tính chất như kiểu là thổ phỉ ấy thì chúng ta sẽ có từ gruesome đây punishments, punishment đó là những sự um, trừng phạt đó, những sự trừng phạt mà nó rất là kinh kinh tởm inflict uh, thì tức là nó giáng xuống và thường nhé nó phải giáng xuống nỗi đau này nó phải giáng xuống những thứ gì nó tiêu cực này bệnh dịch này, để cho tai ương thì đấy nó dùng từ inflict on, nó không dùng với lại tích cực đâu nhá. đó ví dụ bây giờ những cái món quà mà là inflicted on somebody thì nó chết luôn đấy, nó phải dùng đúng theo cái ngữ cảnh. đó, đó là những thứ gì mà nó tiêu cực thì nó dùng từ inflict on. đấy còn villains đúng không? đó là những uh, kẻ ác nhân. rồi. now in the original Snow White, the evil uh, the evil stepmother is forced to dance Uh, in red hot iron shoes until she falls down dead à, trong cái cuốn truyện nguyên bản nàng bạch tuyết thì cái người mẹ kế độc ác này đã bị ép phải nhảy ở trong những cái giày bằng sắt được nung đỏ à, cho đến khi mà bà ta ngã xuống chết đi. a, à, đấy là cái gọi là câu chuyện nguyên bản về Snow White. Thực ra mình thấy nhé là cái từ cái 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 câu chuyện nàng bạch tuyết ấy nó có nhiều cái mà nó về variations của nó rất là nhiều đúng không qua thời gian kiểu như mỗi người lại tam sao thất bản nó cực kỳ là nhiều cái phiên bản của nó đây là không biết có phải thật hay không ấy. original tức là những thứ gì nguyên gốc nguyên bản ừ. evil đúng không tức là xấu xa độc địa này xong rồi stepmother đấy. mẹ kế nha mẹ kế Ờ uh... Red hot, chúng ta phải hiểu ấy, tức là kiểu nó nóng, nó nóng đến cái mức như kiểu nó đang bốc hỏa lên, nó nó gọi là kiểu nung đỏ, đúng không? Nung đỏ và iron shoes đó là giày bằng sắt, Đấy, cho đến khi mà bà falls down này, dead, bà chết luôn, đó, bà ngã xuống chết không nhảy được nữa. Even today, some protective parents, uh, protective parents shy from the grim, uh, the Grimm's tales because of their reputation for violence kể cả ngày nay thì một số những bậc phụ huynh mà nó um, một số bậc phụ huynh uh, làm sao nhỉ bảo vệ con cái quá đà ấy hay là kiểu uh, những người mà có xu hướng uh, đùm bao bọc con cái quá đấy thì họ họ lảng tránh khỏi những cái câu chuyện cổ Grim bởi vì là cái danh tiếng của nó với sự bạo lực đấy, nó quá là rõ ràng đúng không hay là kiểu như với với cái đặc tính đất bạo lực của những cái câu chuyện này. Ok, mình phân tích từ là chính nhá. Thế thì protective đó là những người ấy mà đùm bọc con cái quá, kiểu như là muốn một cái môi trường mà nó nó an toàn cho con của mình đúng không? Ngại cho con mình va chạm. Nhà mình tất nhiên nó có cái từ overprotective, đó là những người mà kiểu đùm bọc quá. Đấy, mama boy ấy, shy from something thì nó là một cái động từ, nó có nghĩa là kiểu người ta ngại trong một cái việc làm gì đó nhăn ngại shy from đó là một cái phrasal verb rất hay luôn đó các bạn có nghĩa là kiểu như mình lảng tránh mình ngại mình không sẵn sàng làm một cái việc gì đó yeah, thì đấy là gọi là shy from doing something ok tiếp theo thậm chí là shy from something cũng được nhé đấy reputation thì nó danh tiếng đúng không cho những cái sự bạo lực ở trong những cái cuốn truyện đó nào despite Ừ, ngại làm gì đó đúng không? So despite is sometimes uh, sometimes rocky reception, uh, childrens and household tales gradually took root with the public. Đấy, dẫu cho là cái sự tiếp nhận mà nó đôi khi là nó hơi uh, uh, làm sao nhỉ? Hơi rocky, khó dịch từ này đến này bởi vì rocky nó có cực kỳ là nhiều nghĩa. Thế nhá dẫu cho cái sự tiếp nhận mà đôi khi nó vô cùng bất ổn. Đấy, sự tiếp nhận của công chúng đôi khi nó vô cùng là bất ổn đấy. Thì những cái câu chuyện cổ Grimm dần dần nó cũng có được cái chỗ đứng với công chúng. Đấy, các bạn thấy là ngôn ngữ nó rất là tượng hình nhá. Rocky tại sao mình lại dịch ra đó là kiểu như nó bất ổn? Bởi vì cái từ rock ấy từ rock Vớp thì nó có nghĩa là kiểu mi bị tròng trành đi, đi nó gọi là kiểu lắc bên này lắc lư nó hơi lắc lư Đấy, nó bị tròng trành tròng trành thế cho nên rocky tức là một cái thứ gì mà nó sóc nha Đấy, ví dụ một cái con đường mà nó gọi là rocky road tức là kiểu một cái con đường mà nó rất là sóc đi nó gồ ghề Đấy, và nếu như mà cái reception tức là cái sự nó gọi là tiếp nhận của ai đó đúng không? Vì vậy cho nên bây giờ ấy, có nghĩa là sự tiếp nhận mà nó bất ổn lúc thì người ta như thế này lúc thì người ta chê bai lúc người ta phê phán đúng không lúc người ta lại có một cái thái độ khác thì đấy chúng ta phải hiểu rocky vì sao nó như vậy rocky ngoài ra nha tất nhiên là rocky mountain thì nó có như là những ngọn núi mà tính chất của nó là kiểu như có rất là nhiều đá xung quanh đó, nó có nhiều tầng nghĩa đấy đó, và bây giờ nó phải tùy theo văn cảnh còn despite something tức là dẫu cho cái đấy, đấy các bạn thấy là nó nâng cao chưa sự đón nhận đúng không? mà nó vô cùng là ở <laughs> uh, ừ, không lung lay đúng không? của công chúng. tuy nhiên thì cuối cùng nó đã take root. cái root đó là cái dễ nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là take root with somebody vậy thì tức là à nó có chỗ đứng riêng với công chúng. đúng không? nó đã có kiểu như là, à cái gốc nó bám dễ vào rồi với cộng đồng với lại công chúng rồi. đấy. những cái cụm rất hay nhá. take root rồi Uh, with somebody đúng không? Ok, có chỗ đứng với ai đó. Có một cái vị trí nhất định với người ta rồi á. The brothers had not, the 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 brothers này, had not foreseen. foreseen that the appearance of their work uh, would coincide with a great flowering of children's literature in Europe. Hai người anh em nhà Grimm thì không có tiên đoán được rằng cái sự xuất hiện trong những cái câu chuyện cổ Grimm của mình viết ra Thì nó sẽ Ui Dùng từ nâng cao quá Đúng là cái bài đọc số 3 có khác uhm... Nó sẽ giao thoa với một cái phong trào nở rộ Về văn học uh, dành cho trẻ em ở châu Âu Đấy Mình dịch ra cho nó đại khái như vậy Chúng ta sẽ có từ for ấy Đó là before Before tức là phía trước Đúng Thường kiểu như ở trước mắt mình á Và foresee Nha, yeah, foresee ở phía trước mà đúng không? Vậy thì ý của nó có nhìn thấy trước. Đấy, tiên đoán trước, nhìn thấy trước. Rồi, the work ở đây ý, ý, của nó có nghĩa là à, những cái công trình sáng tạo của mình nhá Thường từ work nó sẽ nói đến những cái công trình sáng tạo. Right. Và coincide, đúng ra coincidence nó có nghĩa là một cái sự trùng lập. Nhưng mà chúng ta phải hiểu bây giờ nó dùng ý nghĩa ở đây có nghĩa là nó giao thoa. Hai thứ đúng không? Nó bắt chéo với nhau. Đấy, nó giao thoa với nhau. A great flowering flower đó bông hoa dùng ở dạng động từ tức là nở nha nở rộ lên đây và đây chúng ta có thể hiểu là một cái phong trào nở rộ này một cái gọi là trào lưu đúng không đấy, mà nó kiểu phát triển rất là nhanh chóng đấy nhá các bạn hiểu flowering ở đây là như thế bởi vì sao nó đi với từ đó là literature nó đi với văn học à, vậy thì do phong trào văn học nở rộ dành cho trẻ con ở châu âu đấy dịch như thế chuẩn chưa ừ hay đúng không nó dùng từ flowering ở đây mình cũng thấy nó hay quá bởi vì thực ra có từ flourish đấy flourish đó là nở rộ rồi nhưng mà bây giờ tất nhiên nó cũng có thể dùng cái bông hoa ở dạng tượng hình của nó luôn đúng không? Right. Tiếp theo, now England uh, uh, sorry English publishers led the way issuing high quality picture books um, such as Jack and the Beanstalk and handsome folk tale collections. All to satisfy a newly literate audience seeking virtuous material for the nursery. À, những nhà xuất bản người Anh thì đi đầu trong cái phong trào này. Dẫn đầu nha, nó gọi là lead the way đúng không? À, chuyển sang quá khứ tức là led the way. Họ đã phát hành ra những cái cuốn sách có hình ảnh, có chất lượng cao. Ví dụ như cái cuốn sách Jack and the Beanstalk. Đó, cái cuốn cuốn sách này cũng như là những cái bộ sưu tập Uh, chuyện cổ dân gian mà được uh, gọi là trang trí bìa rất là tinh xảo right. đấy. Đây nhá chúng ta có từ issue ấy, nó là vấn đề đúng không? Nhưng mà dùng ở dạng động từ ấy, tức là nó đề ra hoặc là kiểu nó nó nó, nó phát ra đấy. Dùng ở dạng vớp issue tức là đề ra hoặc là phát ra thường có thể hình ảnh âm thanh hoặc là chế độ hay là điều luật đấy. Thậm chí là kiểu như một cái ấn bản đúng không? những cái sự sự sự, sự phát hành sách issue nó uh, publisher thì tất nhiên rồi đó là những cái nhà xuất bản nha chúng ta có từ publish đó là xuất bản ra phát hành ra. Thế thì handsome ở đây tại sao mình lại không phải là đẹp trai đâu nhá? handsome không phải là đẹp trai đâu mà nó có nghĩa là miêu tả những thứ gì ấy mà nó tinh xảo, nó có nhiều họa tiết. Đó, vì vậy cho nên nếu như mà phúc theo Folktale Collections nó có phải là những cái bộ sưu tập truyện cổ dân gian mà nó có được đóng bìa rất là tinh xảo không? Bắt buộc cái từ handsome này nó phải quy định cho chúng ta là bìa sách hoặc là cái hộp bên ngoài của nó. Đấy, nó handsome tức là nó tinh xảo nhá. nó tinh xảo. Thậm chí handsome còn có nghĩa là nhiều tiền nữa cơ các bạn ạ. Nó có nhiều nghĩa lắm. Handsome. Ừ. nào handsome nha handsome á nào handsome nó có mấy cái nghĩa như thế này này đầu tiên đẹp trai thứ hai uh, kiếm được về nhiều lợi nhuận thứ ba đó là nói đến những thứ gì mà nó um, uh, nó có thể nói là kiểu phức tạp tinh xảo có nhiều họa tiết ví dụ như những cái nét về kiến trúc đấy có thể miêu tả nó rất là handsome để nhớ nó có thể rất là handsome Đấy, rồi, uh, tất nhiên handsome nếu như mà như thế còn có thể miêu tả là những thứ gì là fine Tức là kiểu như cái chất lượng của nó rất là cao right. Rồi, bạn chưa hiểu hết được cái từ mà handsome rồi đúng không? Handsome nó có mấy nghĩa như thế cơ nha. Ừ. Uh, vì vậy cho nên nếu như mà các bạn khen một cái công trình nhá Đặc biệt là kiến trúc hay là những thứ gì mà nó kể cả gọi là theo thùa ấy Theo thùa họa tiết các thứ ấy, bạn bảo nó hem xong đều được đó đấy là một cái tầng c2 của nó nhé rồi folk tale collections đó là những bộ sưu tập về chuyện cổ dân gian còn high quality đó chất lượng cao rồi đúng không ừ, picture books đó là sách có hình ảnh đi kèm tất cả những thứ đó để mà thỏa mãn được một cái lượng khán giả mới uh, có thiên hướng văn học Đấy, đang tìm kiếm đến những cái nguồn tư liệu virtuous nguồn tư liệu mà kiểu như nó làm sao nhỉ? Virtuous, nguồn tư liệu mà nó có đức tính tốt à? Hay là kiểu như nó có gọi là thông điệp tốt đi dành cho cái việc chăm sóc trẻ em, ừ. à, dịch cho nó thuận miệng đúng không? Còn mình sẽ phân tích từ nó có những tầng nghĩa như thế nào cho mọi người. Nếu như mà literature nó là văn học thì literate tức là liên quan đến con chữ, nha liên quan đến kiểu nghiên cứu văn học, Đấy. À, rồi hoặc kiểu khả năng đọc viết thì đấy gọi là literate yeah. và nếu mà literate audience như thế này đúng không coi như là kiểu một nhóm khán giả mà nó có thiên hướng văn học uh, newly tức là cái thiên hướng đấy nó mới được hình thành thôi seek một thứ gì đó tức là kiểu mình đang hướng đến uh, thứ đấy thậm chí là kiểu đang tìm kiếm để mà có được nó thì gọi là seek virtue đó là đức tính Virtuous đó là những thứ gì mà nó đức độ đó là virtue gốc từ của nó đấy đó là đức tính vì vậy cho nên đây là đức độ và material thì đó là kiểu tư liệu đọc đó những cái nguồn tư liệu nó không phải là vật liệu nữa mà nó là tư liệu rồi uh, nursery ở đây thì cái từ nurse nó coi là chăm sóc và nếu như mà chúng ta nói đến việc chăm sóc trẻ em nhá hay là kiểu nuôi dạy trẻ em tất nhiên nó có thể được sử dụng từ nursery right ừ. rồi handsome handsome đó là đây này thường em phải đọc cái um, các bạn muốn hiểu một từ nha các bạn đừng quan tâm đến nghĩa của nó mà các bạn phải đọc nhiều ví dụ thật là nhiều ví dụ với nó để mà hiểu được nó là cái gì đây nào đây nha large in amount đúng không nhưng mà cái ngữ cảnh nó thường sử dụng đó là gì profit revenue earnings nó là um, tiền nó liên quan đến tiền đây cái từ handsome này này vì vậy cho nên các bạn mà học theo cái ý nghĩa của từ nhá thì có thể các bạn sẽ dùng ít khi dùng được nó theo một cái sự chính xác các bạn phải đọc ví dụ được rồi, phải đọc thật nhiều ví dụ thậm chí là đây này chúng ta còn có cái phần đó là example các thứ này đọc thật nhiều vào xong rồi đối chiếu ấy thì nó sẽ ra được cái ý nghĩa chính của nó đây này handsome salary tức là nó liên quan đến tiền được chưa nó liên quan đến tiền Đấy rồi hoặc là cái hợp đồng mà nó béo bở ấy Thì lúc đó chúng ta có thể bảo là handsome contract Được chưa? Đấy, chứ không phải là học nghĩa đâu Các bạn phải đọc ví dụ Đọc thật nhiều vào đó, Thì lúc đấy các bạn sẽ có được cái mà nó gọi là sense of wording Đúng không? Nó chính xác đó ừ. <laughs> Đúng rồi, nó thường đi với lượng ấy Nào, once the, uh, once the brothers Grimm sided this new public They set about refining and softening their tales một khi mà hai anh em nhà Grim đã có thể phát hiện ra được cái cái gọi là cái, cái 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 nhóm công chúng mới này hoặc là kiểu cái nhóm độc giả mới này thì họ đã họ đã bắt đầu này họ là kiểu như họ đã làm sao nhỉ họ bắt đầu lên kế hoạch um, chỉnh sửa lại cũng như là giảm cái mức độ uh, về về gọi là bạo lực ở trong những cái cuốn cuốn truyện cổ của mình Đấy, nó phải theo ngữ cảnh nhá các bạn phải hiểu bây giờ ý nghĩa của từ là nó đi theo ngữ cảnh đó vì vậy cho nên những bạn nào như kiểu cái bạn vừa nãy thì có thể là bạn ấy sẽ gọi là không hình dung ra được vì sao hem xong ở đây nó lại đẹp mắt đúng không tức là trang trí bên ngoài bìa sách các thứ đây đây ừ. nó phải theo ngữ cảnh chứ không phải là kiểu nhìn vào cái ý nghĩa của nó đâu nha phải theo bối cảnh nữa once thì khi mà nó dùng uh, ngữ pháp thì nó có nghĩa là nói đến một cái điều kiện mà nó đã sẵn có một khi Đấy, và từ sight bình thường nó là cái cái hình ảnh từ sight đó là hình ảnh hoặc là cái cảnh nhưng mà nó dùng ở dạng động từ tức là mình phát hiện ra nha mình phát hiện ra mình có thể nhìn thấy nó đấy thì gọi là sight yeah. cái danh từ ấy thì nó coi là cái khả năng nhìn của một người thì nó gọi là kiểu my sight sight rồi set about doing something thì nó có nghĩa là kiểu bắt đầu trong cái việc làm gì đó Right, set đấy, tức là cài đặt nhưng mà bây giờ mình nó đi theo phrasal verb. Đấy nó trở thành cái việc đó là chúng ta bắt đầu uh, begin doing something. Mm. Refine. Ok từ find, Fine ở oh, ở dạng gọi là bình thường thì nó có nghĩa là I'm ổn đúng không? Tôi ổn mà I'm fine mà đúng không? Nhưng mà ở dạng gọi là C2 của nó ấy, nó miêu tả những thứ gì mà nó excellent, especially in quality. In quality nhá, yeah, đấy, fine là như thế và nếu như mà chúng ta kiểu fine dùng ở dạng động từ ấy, tức là làm cho nó trở nên một cái mức độ tốt nhất về mặt chất lượng. refine. Có phải là làm lại cái hành động đấy nữa đúng không? Để cho nó đạt được một cái uh, mức độ tốt nhất. refine. Nha, yeah, đấy, làm lại hành động đấy một lần nữa, chỉnh sửa lại để cho nó đạt được một cái trạng thái tốt nhất của nó thì gọi là refine. Đó. Rồi và tiếp theo đó là soften thì soft đó là mềm. Đấy, soften tức là làm mềm. Nhưng mà các bạn phải hiểu là bây giờ cái câu chuyện của nó ấy, nó có cực kỳ là nhiều cảnh bạo lực. Vì thế cho nên nó soften cái câu chuyện tức là nó nó giảm bớt đi. Giảm bớt cái tính bạo lực trong cái câu chuyện đi. Đấy. Which had originated centuries earlier as earthy peasant fair. Đó là những cái câu chuyện mà nó đã bắt nguồn từ rất là nhiều thế kỷ trước. Ui rồi peasant fair peasant fair um, khó dịch nhỉ từ từ bởi vì từ những cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ thế kỷ trước uh, với cái góc độ mang tính như là từ fair đây có nhiều cái đó từ 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 fair từ fair đây nhá cái từ earthy peasant fair ở đây này nó nói đến kiểu như những cái câu chuyện trải đời của người uh, nông dân đấy mà làm sao nhỉ kiểu như là chân chân đất mắt tuét hay là kiểu chân lấm tay bùn đấy được chưa thì đấy đó tất cả những cái câu chuyện cổ Grimm thì đó là bắt nguồn từ những cái sự trải đời của những người nông dân quê mùa và chân lấm tay bùn đấy nó dịch ra cả cái cụm này là như thế vì sao từ fair từ fair nó có thể hiểu là cái chuyến hành trình đây, rồi là cái chuyến đi đó hoặc là kiểu cái sự tích lũy đấy à, thậm chí nó còn có nhiều nghĩa lắm nhá nó còn có nghĩa là cái cái vé cái vé nữa cơ à, hay là cái tiền mình trả để mà lên tàu ấy, thì nó gọi là bus fare hay là train fare bus fare hoặc là train train fare thì nó như thế hoặc là air fare đó cái tiền vé để mà mình mua vé máy bay mình đi máy bay ngoài ra vì sao chỗ này mình hiểu đó là cái chuyến hành trình hay là kiểu cái sự trải đời cái sự gọi là đi đâu đó đúng không? Bởi vì có từ welfare nói đến lời tạm biệt khi mà trước khi ai đó rời đi. Đấy kiểu chúc đi tốt. Vì vậy cho nên từ fair đây có thể hiểu là cái hành trình tích lũy được chưa? Rồi còn person đó là một cái từ nó gọi là người quê mùa, người nông dân. Ờ, thường ám chỉ những người nhà quê thì nó gọi là person. Còn earth đó là đất, đúng không? Earthy tức là liên quan đất. Đấy, vì vậy cho nên đây chúng ta có thể hiểu là kiểu trên người họ ấy lấm tấm đất nhá lấm tấm đất bùn Đấy, kiểu thế tương đối là phức tạp đúng không nó có nhiều ngữ cảnh mà Đấy. đây này từ fair mình có thể cho mọi người đầu tiên là payment nhá thứ hai đó là food đúng không rồi là tiếp theo từ fair từ 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 fair các bạn phải tra nó rộng ra một tí fair uhm, meaning in english ok nó có thể là xem nào fair The money đấy đấy là cái tiền phí đúng không? Tiền phí thì đúng rồi. Tiền phí. Tiền phí này. Tiền phí. Đây 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 đây, nó đang dùng theo ý nghĩa này này các bạn này. Được. Nó đang dùng theo cái ý nghĩa này này. Đó. Family fair đúng không? Có phải là kiểu như là một thứ gì đó dành cho family. À thế thì bây giờ mình nên được hiểu theo ý nghĩa đấy nó hợp lý hơn các bạn ạ. Nó coi như là kiểu những thứ gì dành cho nông dân, chân chân đất mắt toét. Đấy, right. những thứ mua vui ờ hợp lý. Cái từ fair ở đây nhá, cho mọi người một ý nghĩa dễ hiểu hơn đó là means of entertainment. Phương tiện giải trí. Được rồi, ok. Entertainment. Ừ, chứ còn nếu bảo hành trình thì nó không phải đúng không? Right bởi vì là cái theo tất nhiên nó có thể được có hiểu là hành trình tích lũy nhưng mà tốt nhất là nên hiểu như thế này right. bởi vì câu chuyện mà kể để cho kiểu như người quê mùa chân đất mắt tuyết ấy, người ta uh, mua vui earthy peasant Đó. tiếp theo này in the grim's hands cruel mothers became nasty stepmother stepmothers unmarried lovers were made uh, were made chaste no Chaste nào nên đọc là chase nghe nó hợp lý hơn nên no, no, là chased. Chased. Chest. Nói chung từ này mình không biết nhé nhưng mà tí nữa mình sẽ đoán nghĩa cho mọi người này. Nào, and the incestuous father was recast as the devil. Nào trong những cái gọi là trong bàn tay dưới bàn tay của anh em nhà Grimm thì những người mẹ độc ác đã trở thành những người mẹ kế vô cùng là <laughs> ghê tởm. Đấy, rồi những cặp tình nhân yêu nhau nhưng mà không kết hôn thì uh, được uh, gọi là được 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 tượng trưng trở thành cái chase ở đây đại word may chase đúng không word may chase ở đây có nghĩa là kiểu như nó nó có một cái đặc điểm từ này khả năng là tính từ tức là nó minh họa là những cái cặp uh, cặp tình nhân kiểu yêu nhưng mà lại không có kết hôn đàng hoàng ấy thì có thể là kiểu như gian phu dâm phụ <laughs> Đúng không? Khả năng từ này nó sẽ phải mang một ý nghĩa như thế các bạn ạ Nó phải là tiêu cực Đấy, ám chỉ Sự không đoán chính Nhá, nó phải là như vậy Theo văn cảnh nó quy định rằng là bắt buộc cái từ này phải vậy Đấy, Đấy là cái khả năng gọi là đoán từ Nếu như mà các bạn không có từ điển trong phòng thi Thì các bạn dựa vào văn cảnh để mà đoán thôi Nào, the incestuous Cái từ incest nó là loạn luân Nhá, Incestuous đó là những người che loạn luân Được recast tức là biểu được tái hiện lại trở thành những cái con quỷ dữ Đấy. rồi incest loạn luân này incestuous đó là kiểu như mang tính loạn luân recast cái từ cast này này thường nó nói đến kiểu như đóng vai đúng không Đấy, một cái gọi là nhóm diễn viên đóng vai thì chúng ta gọi là a cast mà nếu dùng một dạng động từ tức là phân vai đóng vai Đấy, và recast nó nhé tức là a à, mô tả lại Đấy, à, biểu tượng trưng lại hay là kiểu phát họa lại, phát họa lại, bởi vì nó có từ re, ấy. Đấy, chúng ta phải hiểu là như thế. Rồi, thế thì unmarried lovers này, đó là những đôi đôi yêu đương mà không kết hôn đàng hoàng nha. Còn nasty đó là những thứ gì mà nó kiểu ghê tởm. Tôi cứ nghĩ đến nó thôi là tôi dùng mình, tôi thấy nó, nó rất là muốn tránh xa nó. Đó thì gọi là nasty. Đấy, Ok từ từ mình phải xem lại cái từ chase này nó là gì ta chest hay là chase mình chưa rõ khả năng nó là chest Chaste, đúng không chase đây này đúng không not having had sex uh, only having a sexual relationship with the person you're married to không không phải không đan chính mà nó có như là cái miêu tả những thứ gì thuần chính đúng không thuần chính uh, ok a à, không phải không phải không đoan chính mà nó phải là kiểu miêu tả những cái cặp này đúng không là những thứ gì mà nó gọi là trong trắng tinh khiết nhất ok tức là nó đi theo ý nghĩa ngược lại đấy rồi nhưng mà đó là một cái từ mà hầu hết mình chẳng khi nào mình sử dụng đúng không khó khó sử dụng lắm có chăng là từ này mình dùng nhiều này lover này ừ có một từ nhá mình muốn cho mọi người ừ cho mọi người nó phải tùy vào văn cảnh đúng không? Thì đây là một cái từ mà mình hoàn toàn là mình gọi là chưa rõ thì tất nhiên là mình sẽ dựa vào văn cảnh mình đoán chắc chắn là nó phải miêu tả cái cái điều gì đó liên quan đến cặp đôi yêu nhau này. Đấy. Từ từ, có một từ này mình mình muốn cho mọi người, star-crossed lover. Đó, đó là một đôi tình nhân yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau. Được, bởi nó nó như kiểu hai ngôi sao ấy cắt nhau nhưng mà làm sao nhỉ? vụt qua nhau nhưng mà lại không chạm được vào nhau. Thì đấy nó gọi là star-crossed. Nha, yeah, star-crossed. Rồi, từ rất hay ạ. Uhm. <laughs> Tiếp theo. <laughs> Now, in the 20th century này, in the 20th century, the Grimm's fairy tales have come to rule the bookshelves of children's bedrooms. Trong cái thế kỷ 20, thì những cái câu chuyện cổ Grimm thì nó đã trở thành cái đối tượng để mà thống trị những cái giá sách dành cho um, chuyện đọc cho trẻ con trước khi đi ngủ vậy right. bởi vì cái từ rule nó có nghĩa là thống trị cai trị đúng không cai trị nhưng mà bây giờ ấy, chúng ta có children's bedroom ý của nó có nghĩa là kiểu những thứ gì đọc cho bọn trẻ trước khi mà nó đi ngủ á kiểu như đây là cái cuốn truyện đầu giường đúng không dành cho trẻ con thì đấy children's bedroom nó là như vậy dịch ra cho nó cân bằng nghĩa thôi nhé chứ còn chúng ta phải gọi là đi theo cái hướng của tiếng anh đúng không ừ the stories uh red light dreams come true handsome lads and beautiful damsels uh armed with magic triumph over giants and uh, witches uh, and wild beasts. Nào những cái câu chuyện đó thì đọc như là những giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Đó là những chàng trai đẹp đẽ cũng như là những người uh, mỹ nữ bị mắc cạn <laughs> xinh đẹp. Được không? Mỹ nữ bị mắc cạn xinh đẹp. Đấy được trang bị với phép thuật Uh, họ đã vinh quang vượt qua chiến thắng những cái con người khổng lồ này những cái con khổng lồ này rồi là những mụ phù thủy cũng như là những cái con quái thú hoang dã ok dreams come true nha đó là kiểu giấc mơ trở thành sự thật đấy và khi mà các bạn dùng các bạn dùng cả cái phrase này cho mình nó như kiểu là giấc mơ trở thành sự thật it's like dream come true đấy dùng theo cả cụm nhá còn đây là dùng số nhiều bởi vì là story số nhiều á Đấy, thế cho nên dreams nóng sẽ là số nhiều Còn bình thường các bạn bảo rằng là It's like dream come true nhé It's like dream come true Ok Cái từ lad này này nó có là chàng trai trẻ <laughs> Sao tự nhiên mình bị khản giọng ấy nhỉ Chết mẹ rồi <laughs> <laughs> Tài liệu về quan hệ quốc tế Tại sao tự nhiên lại hỏi cái đấy Mình chịu nhá mình chịu cứ lên mạng thử tra cái từ đó là International Relations xem Cái từ lad đó là chàng trai trẻ Còn từ lad nó coi là kiểu cô gái trẻ à, Ok đó, yeah, Lad đó là chàng trai trẻ Thậm chí là kiểu chàng trai nó còn gọi là lady nhá Ok thế cho nên là kia lady đúng không Ngôn ngữ nó phát triển lên mà Còn damsel ấy Nó là mỹ nữ Thường là kiểu như mỹ nhân nhưng mà kiểu bị gọi là gặp nạn thì nó gọi là đem sổ ví dụ như kiểu là uh, anh hùng đi cứu mỹ nhân thì đấy cái cô mỹ nhân bị mắc cạn nhá thì nó sẽ gọi là đem sổ đem cái từ arm thì nó có nghĩa là kiểu vũ trang đấy và nếu mà dùng ở dạng động từ tức là được trang bị đấy được trang bị với magic này triumph over thì dùng cái từ triumph ở dạng động từ nó có nghĩa là kiểu như mình đạt được vinh quang khi mà mình dập tắt mình đánh bại một thứ gì đó Đấy, thậm chí nhá, từ best Nó còn có nghĩa là đánh bại cơ Đấy, đều có nghĩa là defeat yeah triumph over somebody Hoặc là kiểu best somebody Bài đọc này á uh, Bài IELTS uh, IELTS khả năng, đây là cái bài uh, Passage số 3 Rồi, từ best một ai đó nhá Tức là kiểu mình đánh bại người ta Đây, những con phù thủy này, rồi là những uh, Wild beasts, đúng không? Wild beasts Beast Đấy, Quái thú rồi, còn wild hoang dã. Thực ra ấy, khi mà mình bảo cái thứ gì đó là it's a beast. Đấy, thì tức là kiểu mình đang nói rằng đó là một cái điều mà ui ôi, ôi, tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Nó là những thứ gì rất là kinh khủng. Thì it's a beast. Nha, yeah. it's a beast. Nó là như thế. They are with a mean, selfish adult. Nào, những cái anh hùng, những cái người mà chàng trai trẻ xinh đẹp cũng như là những mỹ nhân xinh đẹp này, ấy, bị mắc cạn này, họ đã vượt qua, họ đã dùng trí khôn để mà có thể đánh bại được những người khác vô cùng ích kỷ và xấu tính. ao outwit thì chúng ta phải hiểu wit đó là trí khôn á. Và đây có nghĩa là kiểu dùng trí khôn để mà ao trình người ta đúng không? Đấy, ao trình người ta thì bây giờ ao cái trí khôn của người ta thế thôi. Và tiếp theo này, uh, mean, đó là kiểu như người rất là nó có nhiều nghĩa nhá nó có thể là keo kiệt bùn xỉn hoặc là xấu tính. đấy Min ở đây là xấu tính này. Uh. Inevitably the boy and girl fall in love and uh, live happily ever after. hiển nhiên uh, đó là một cái điều tất yếu, đó là những người những chàng trai cô gái đã rơi vào tình ái và sống với nhau hạnh phúc trọn đời. thì đấy inevitable đó là những thứ gì mà nó tất yếu kiểu bắt buộc phải xảy ra. Và nếu mà nó dùng đuôi ly thì tức là kiểu một cách tất yếu Nhá, Đuôi ly tức là như thế đúng không? In a cộng với một tính từ tương đương này Gọi là way Để Theo một cái cách như thế nào Rồi fall in love đó là yêu nhau Đây sống hạnh phúc bạc đầu trăng long này uh, Live happily ever after nha Nó là cả một cụm ấy Các bạn đừng có tách nó ra đó. And parents keep reading uh, because they approve of They approve of the finger wagging lessons, no no no, the finger wagging lessons uh, inserted into the stories. và bố mẹ thì cứ thế đọc những cái câu chuyện này cho con của mình bởi vì họ um, họ tán thành những cái câu chuyện tức những những cái bài học mà làm sao nhỉ? sao lại gọi là bài học vẩy ngón tay ở đây là sao? finger wagging finger wagging lessons inserted into the stories. Đó là những cái bài học nha mà nó được gọi là đưa vào những câu chuyện này. Đấy nó được ghim vào, nó được insert, à, tức là đút vào bên trong đúng không? Insert. <laughs> ghim vào nhá, đưa vào những cái câu chuyện này. Nhưng mà mình đang khó hiểu cái từ finger wagging ở đây là gì? Bình thường nhá, một con chó ấy mà nó wag, nó wag, uh, nó wag is nó wag is tail, đó, tức là nó đang ngoáy đuôi. Nhưng mà tại sao nó ngoáy ngón tay là sao nhỉ? Cái câu chuyện ngoáy ngón tay. Hả? Hơi, hơi khó hiểu từ này nhá. Bài học vẫy tay. Hơi khó hình dung văn cảnh các bạn ạ. Mình chỉ gọi là đang gọi là ngón tay, nó đang như thế này. Tức là thế nào? Đây con phải làm như thế này nhé đúng không ABC từ cái câu chuyện này thì con rút ra được cái điều này à, Khả năng kiểu như nó <laughs> Mình khó hiểu thật Rồi, right, Từ từ À Nó không phải ngoái tròn mà nó là ngoái sang <laughs> It's a no no đúng không It's a no no à, nó, nó là như thế Chứ không phải là nó ngoái tròn Đúng rồi, <laughs> mình lại cứ nghĩ đến con chó kiểu nó ngoái đuôi, kiểu theo vòng tròn Nhưng mà đây nhá, nó phải là ngoái sang no no Đấy chưa? It's a no no tức là đó là một cái điều không nên làm It's a no no Right Những cái bài học Mà kiểu như không nên làm được không? Keep your promises Don't talk to strangers Work hard Obey your parents Đó, đó là những bài học này Bao gồm đó là Hãy giữ lời hứa Đừng có nói chuyện với người lạ Hãy làm việc chăm chỉ Và hãy nghe lời bố mẹ của mình Right được, 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 được. Ờ, từ, từ từ nghe lời tất nhiên là kiểu như ngoan nhé thì tức là be good đúng không nhưng mà từ từ mình đang gọi là tự nhiên nghĩ đến một cái từ như thế này right từ từ mình đang nghĩ đến một cái từ xem nào vừa mới gặp hôm trước nhưng mà tự nhiên lại mấy hôm mình quên rồi tí nữa mình tự nhiên mình sẽ nhớ ra thôi nào obey your obey your parents đúng không nghe lời bố mẹ rồi be good tức là ngoan nhé be good đấy ờ uh... kite mình nhớ không nhầm nhé là cái từ đấy là từ kite tức là cái con diều ấy đấy nhưng mà bởi vì từ đấy một cái từ rất là hay nó có nghĩa là nghe lời nhưng mà tự nhiên mình không dùng thế cho nên mình quên đấy, từ từ để mình check lại cho mọi người nhé mình cũng gọi là học luôn đúng không không phải từ kite uhm, không phải không nhớ được ấy uhm. đây thế thì từ từ obey mình sẽ đi tìm nó một chút ấy. xin mọi người tầm khoảng gọi là 5 giây thôi bởi vì một khi ấy, mà cái từ đấy mà nó gọi là cứ văng vẳng ở trong đầu mình ấy đúng không nhưng mà mình không tìm ra được thì rất là khó chịu uhm. từ từ sao nào nó văng vẳng ở trong đầu mình mọi người kiên nhẫn nhá. xin đúng gọi là vài giây thôi nhé đâu ta à tiên sư nó mẹ nó là cái từ mind nó là cái từ mind trời ơi bởi vì đấy là một từ cực kỳ là đơn giản nhưng mà kiểu mình không ngờ nó lại như thế đấy nào ví dụ mind somebody ấy nghe lời ai đó tổ sư nó đấy nó lại là mind somebody nhá bình thường tức là kiểu để tâm đến ai đó đúng không đấy, nhưng mà hôm đấy mình xem phim mình thấy ui mẹ sao nó nó dùng ý nghĩa này nhỉ đó nó nghe lời ai đó nghe lời ai đó nhá ai đó đấy you should mind your mother tức là nên nghe lời đấy nên nghe lời rồi <laughs> được chưa nên nghe lời ai đó mind Đấy, bởi vì hôm đấy mình xem bộ phim mình thấy mẹ sao lại dùng gọi là con nên để ý đến mẹ con nhỉ, nghe nó hơi bị kỳ bởi vì nó không hợp văn cảnh, thế là mình lên uh, từ điển, xong rồi là mình tìm nó ra được một ý nghĩa công nhận là nó kinh khủng thật từ mind, mình không nghĩ là nó như thế, đấy. mind, đấy. tâm trí đúng không? nhưng mà nó dùng ở dạng vấp á, đây này, đó có nghĩa kiểu nghe lời này, obey, được, mind somebody nghe lời ai đó rồi. Chửi chứ như bởi vì khó chịu ấy, bởi vì là từ đấy mình mới gặp mỗi một lần duy nhất, chưa có gặp nhiều lần. thì hôm nay, ok, nhắc lại rồi. Nha tầm khoảng gọi hai ba lần nữa, tự nó sẽ nhớ được. Now according to the Greens này, the collection served as a manual uh, a manual of manners. Theo như anh em nhà Greens thì cái bộ sưu tập chuyện cổ Grimm nó đóng vai trò như là một cái hướng dẫn uh, để cho bọn trẻ có được những cái phép xử sự uh, tốt đúng không? Rồi chúng ta sẽ có manners ở đây nhá thì đấy nó có nghĩa là những cái phép xử sự, phép tắc xử sự khi mà chúng ta gọi là teach somebody, teach somebody some manners. ok, tức là kiểu như chúng ta dạy dỗ cho ai đó một cái bài học. Ừ. À, nhưng mà tất nhiên ấy, đấy là nghĩa theo kiểu là ẩn dụ tiêu cực. còn bình thường thì đây hoàn toàn chúng ta có thể gọi là dạy phép tắc cho người ta, đúng không? Ừ. rồi teach somebody some manners này, ok. Để tiếp theo nhé altogether some forty persons delivered tales to the grims tính tổng thì có tầm khoảng 40 người delivered tales to the grims ở đây là như thế nào từ từ many of the storytellers này came to the grims' house in castle à hiểu rồi có tổng có 40 người là đã đem những cái câu chuyện đấy để mà Đến để mà đóng góp vào cái kho tàng chuyện cổ của Grimm Đó, người ta đem những cái câu chuyện riêng của người ta ấy Đấy, đến để mà gọi là truyền đạt lại cho anh em nhà Grimm Để mà họ viết vào sách Đó, All together, có thể hiểu là kiểu như là tính tổng Theo một cái lượng con số nhất định đúng không? All together Ok, deliver tức là đem đến này, vận chuyển này Rồi, rất là nhiều những cái người kể chuyện Thì đến nhà của anh em Grimm ở Castle came to đúng không họ đến đấy the brothers particularly welcome the visit of Dor dorothy vemon a widow who worked who worked to town to sell produce uh, from her garden anh em nhà Grimm's thì uh, chào đón những cái cuộc đến thăm của dorothy đấy, đó là một người quá phụ này người mà đến thị trấn của họ để mà bán nông sản từ vườn của bà ta nha welcome visit của người ta đúng không? Tức là kiểu các cái chuyến viếng thăm, các cái lần đến thăm. Còn nó thêm từ particularly này vào này, đó là kiểu như là nhấn mạnh, nhấn mạnh, đặc biệt trong số đó. Đấy nhá. A widow, tức là kiểu một quá phụ. Nó dùng từ theo ở đây nha tức là nói đến nơi đang được chỉ định, nơi đang được đề cập đến. Đó, được đề cập đến, đề cập đến. Đó, tức là kiểu cái cái, cái 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 nơi mà anh em nhà đấy đang sống đó thì các bạn hãy nhớ là bây giờ nhá ví dụ các bạn đến một cái nơi nào đó mới ấy, xong các bạn gặp người ở đấy thì bạn nói câu này này I'm new to town đó nhá I'm new to town đấy thì đấy là cái câu mà người bản xứ người ta dùng thì cái từ to town này này hoặc là in town á thì đấy ý nó có nghĩa là kiểu như là người mới đến đây nhá cái từ town đó là khu đây nơi này rồi produce đó là nông sản, không đếm được nha, nó sẽ là sell produce này, bán nông sản từ vườn của mình. Uh, an innkeeper daughter, Vinan, had grown up listening to stories from travelers on the road to Frank uh, Frankfurt. Right. Là một cái người con gái của một chủ quán trọ thì cái bà vn này bà đã lớn lên lắng nghe những cái câu chuyện từ những lữ khách trên con đường đến Frank, Frankfurt. Đấy. Đây là innkeeper nhá. Ngày xưa ấy nó không có gọi là hotel đâu mà nó gọi là uh, lữ điếm đúng không? Hay là kiểu nó nó, nó gọi là kiểu khách quán. Đấy và nó gọi là inn nhá. Cái inn nó khác cái hotel là như vậy. Nó là cái từ ngày xưa ấy nó dùng ấy. Nó vẫn là kiểu như hình thức giống như một cái quán trọ thôi nhá, nhưng mà chúng ta gọi là là là, là cái nơi tá túc của người ta mà inn nó là như thế. Và innkeeper chủ quán trọ nhá xong và đây là con gái của chủ quán trọ này traveler người du hành người lữ khách đúng không khi mà người ta đến quán trọ đấy người ta kể chuyện cho con bé này among her treasure was cinderella đúng không cinderella trong cái kho tàng của cô ấy thì có cái cuốn truyện về cinderella cinderella là cái nàng công chúa gì ấy nhỉ hình như là tóc vàng hay là tóc tóc quái quỷ gì ấy cái từ treasure nó là cái kho báu kho báo đấy và chúng ta có thể hiểu đây là cái kho chuyện cổ của cô ta nhé yeah. lọ lem ok lọ lem Cinderella uh, Cinderella lọ lem uh. lọ lem có phải là cái cô mà kiểu đánh rơi cái giày ở uh, cầu thang không đấy, xong rồi là uh, hoàng tử nhặt được ấy nào Mary này uh, um, Fluck was a 20 year old friend of their sister Carolette from a well well-bred French speaking family. Cái bà Từ từ. Cái bà Mary này thì đó là một người bạn 20 tuổi. Their sister. Sao lại có their ở đây ta? Khó hiểu nhỉ, từ từ. Cái bà Mary này này đó là một người bạn đã 20 tuổi của chị gái của họ đúng không? Chị gái của họ their sister ấy, có tên là Carolette um, và cái cái cô Mary này đến từ một cái gia đình nói người nói ngôn ngữ Pháp này um, well bred làm sao nhỉ? Có dòng có có gọi là kiểu thuần chủng nhắc tức là của dân gọi là dân thuần chủng người Pháp á, right. Chúng ta có hiểu là như thế dòng máu thuần chủng thì đấy nó gọi là well bred. Đó. Bởi vì từ bred đó là cái 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 quá khứ phân từ từ breed À, mà breed đó là giống mà giống đúng không và đây kiểu giống tốt à, tốt giống rồi à, tốt giống giống tốt hoặc là kiểu nó nói đến cái dòng máu của nó là thuần chủng như thế nào nhá à, hoặc là từ 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 well bred uh, bộ no đâu no. từ từ ngoài ra từ breed này nó còn có nghĩa là kiểu nuôi dậy nuôi dậy nha vì thế cho nên đây không phải tốt giống rồi mà nó nên được gọi là kiểu nuôi dậy tốt đúng không nuôi dậy tốt uôi nuôi dạy tốt, Ok, well bred ở đây well educated nha nuôi dạy tốt well raised cũng tương tự như thế rồi tiếp theo này một cái gia đình gọi là nuôi dạy tốt cũng như là nói tiếng pháp Mary's wonderful stories blended motives uh, from the oral no, from the oral uh, tradition and from Perrault's influential 1697 book uh, Tales of My Mother Goose uh, Goose rồi những cái câu chuyện tuyệt vời của Mary thì nó đã, blended motifs, nó đã kết hợp những cái motif này um, từ những cái giai thoại, từ những cái truyền thống, truyền miệng dân gian um, và cái gọi là cái cuốn cái sách được phát hành vào năm 1697. Cực kỳ là mang tầm ảnh hưởng sâu rộng của bà Perrault. đấy Nó có tên là những câu chuyện về người mẹ ngỗng của tôi. Ui dồi ôi. đây nha chúng ta sẽ có motif thực ra nó gọi là motif mà đúng không motif motif có hiểu như thế nhá motif đó là những cái thứ gì mà kiểu như nó đã có um, sự cố hữu từ lâu đúng không và blend blender chính là một cái máy mà nó gọi là máy xay các bạn phải hiểu là như thế nó trộn hết tất cả mọi thứ lại với nhau rồi right. và nếu mà chúng ta gọi dùng từ blend thì đó có là pha trộn nha pha trộn Đấy, I'm trying to blend in tức là kiểu tôi đang cố gắng trà trộn vào, tôi đang cố gắng kiểu như um, hòa đồng với tất cả mọi người. Đấy, thì nó gọi là blend in. Được, blend in. Một cái phrasal verb nha. Đấy, các bạn học luôn từ cho mình. Tiếp theo, uh, influential đúng không? Thì influence đó là ảnh hưởng và đây con hiểu mang tính ảnh hưởng lớn này. Đấy, có tính ảnh hưởng này. Cái cuốn sách này nhá của bà ta có tính ảnh hưởng. Ừ. Uhm. Từ goose này nó khá là nhạy cảm các bạn ạ. Nó là con ngỗng thì đúng rồi. Nhưng mà nó còn có ý nghĩa là cái khác nữa cơ. Đấy, nhưng mà hiện tại các bạn cứ hiểu goose là con ngỗng nha. Còn đây là kiểu văn hóa truyền miệng rồi đúng không? Đấy. Right. Phân tích từ ra là như vậy. Now, which contained elaborate uh, versions of Little Red Riding Hood, Snow White and Sleeping Beauty among others? Now, cái câu chuyện người mẹ ngỗng này, thì nó chứa những cái phiên bản mà nó rất rất là kỹ về mặt chi tiết của nàng um, cô gái quàng khăn đỏ rồi là bạch tuyết cũng như là công chúa ngủ trong rừng cũng như là câu những câu chuyện khác đấy nhá chúng ta có version là những cái phiên bản và elaborate đúng không đó là những thứ gì mà nó theo nó kỹ càng nó thorough đấy rồi ngang từ theo rõ chi tiết lắm uh, ok hết những cái câu chuyện này cái từ Among Others là một từ rất là hay các bạn nên học nhé Bởi vì nó dùng ở trong nhiều ngữ cảnh Nó có nghĩa là kiểu uh, FTC Còn nhiều những thứ khác ấy. And so on ấy. Many of these have been adapted from earlier Italian tales Rất là nhiều những cái câu chuyện trong số này Đã được uh, chuyển thể từ những cái câu chuyện Đến từ nước Ý uh, Giai đoạn trước Bởi vì adapt mà đúng không Thì nó thích nghi Nhưng mà khi mà nó đi với lại văn học Hay là phim ảnh Thì nó gọi là chuyển thể chuyển thể. đấy ví dụ là phim adaptation, adaptation of này, of the book series Harry Potter đúng không? series Harry Potter ấy thì đó con là kiểu phim chuyển thể thôi. Right. Ừ. rồi nha. tiếp theo given that the given that the origins of many of the Grimm fairy tales reached through no, Reach throughout Europe and into Into the Middle East and uh, Orient, uh, the question must be asked: How German are the Grimm tales? Tức là thế nào nhỉ? Nào, với cái việc đó là những cái nguồn gốc của rất là nhiều câu chuyện trong chuyện cổ Grimm thì nó đã vươn qua Châu Âu và đi đến Địa Trung Hải cũng như là Trung Đông. À, cái câu hỏi nó cần phải được hỏi, nó cần phải được đặt ra: How German are the Grimm tales? à những cái câu chuyện cổ Grimm thì nó có gốc gác nước Đức như thế nào? Nó liên quan tới nước Đức như thế nào? Đấy, cái từ given that tức là khi mà mình đang có một cái thông tin có sẵn, đúng không? Và mình đang gọi là Đấy là một cái tiền đề để mà mình đối chiếu. Đấy, nó khá là giống cái từ considering that khi mà cân nhắc đến một cái việc gì đó. Đấy. Và đằng sau nó phải là một cái mệnh đề nha. Đây này, mệnh đề đây này, này. Origins của rất là nhiều câu chuyện này thì nó reach tức là kiểu nó vươn. Được, nó nó với phạm vi của nó với này với này và là nó vươn ra thì chúng ta gọi là uh, reach đúng không Đấy, với vươn ra ừ. uh, thực ra trung đông đây chúng ta sẽ gọi là cái 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 khu vực của chúng ta đây thì uh, nó gọi là orient đúng không Đấy, orient nào cái câu hỏi cần phải được đặt ra này must be asked Đấy, very says scholar uh, hen rolick love love the love of the underdog, rustic simplicity, creative energy. These are Teutonic traits. Đấy, vô cùng là mang tính chất uh, kiểu đặc tính của người Đức. Đấy, cái nhà học giả có tên là Hans ông ấy nói vậy. The scholar, học giả. Nó trả lời very ấy, đó là very German đó các bạn ạ. Very German. Đấy, very German. Ok. Nào, đó là tình yêu của những người dưới chó. <laughs> Đúng rồi, các bạn nhìn bạn nào mà không biết từ này chắc là kiểu tình yêu của những người kiểu uh, chơi kiểu chó à hay là kiểu dưới chó hay gì gì đó à. Đâu, underdog thì chẳng là dưới chó còn gì nữa. Đây, tình yêu của những người dưới chó. Tí nữa mình <laughs> cho mọi người ý nghĩa của nó hay cực. Nhưng mà đây, các bạn nào mà không biết thì dễ dàng hiểu như vậy ngay. Nào còn rustic simplicity tức là kiểu như sự đơn giản mộc mạc này cũng như là năng lượng sáng tạo đấy, đấy, là những cái đặc tính uh, của của cái vùng miền Teutonic khả năng như vậy các bạn ạ đấy chưa đây là tình yêu của những người mà kiểu như bị dèm pha bị uh, lép vế trong xã hội các bạn ạ cái gì underdog ấy không phải là dưới chó hay là gì gì đâu mà nó coi là những người chiều dưới nha những người mà kiểu lép vế đó rồi đó là people này of low uh, status, đó, in uh, society, để ra thì đây gọi là the underdog, đấy, sống như con chó luôn, ok, thì đây gọi là the underdog, ừ. cái độ ấy khi mà chúng ta có một cái trận đá bóng đúng không, cái độ chiếu dưới thì nó cũng gọi là the underdog cái mà, ừ. rồi rustic tức là mộc mạc, mộc mạc, simplicity đúng không, tính đơn giản, mộc mạc, creative energy nó là như thế. Traits nha, yeah, traits đó là đặc tính, là đặc điểm, là characters. Có game Underdog Detective. Đúng rồi, những người thấp cổ bé học hoặc là kiểu những người mà kiểu địa vị thấp, đúng không? Không có tiếng nói, bị lép vế, bị dèm pha, đủ các thể loại. Uh, the the course. No, the course. The course. Có thể mình đang đọc sai từ này nhá. The course. Uh, the course. Texture of life during medieval times in Germany when many of the tales entered the oral tradition, also called the narratives, cái gì đây? Um, cái kết cấu của cuộc sống, cái kết cấu thô, uh, thô kết cấu nguyên bản của cuộc sống dưới thời trung cổ ở nước Đức này, khi mà rất là nhiều những cái câu chuyện nó đã đi vào văn hóa truyền miệng, đấy, nó cũng được nó cũng đã gọi là 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 làm sao nhỉ nó cũng đã thay đổi đi nhiều chi tiết trong cái sự kể lại, nhạc cái sự tường thuật lại. Đấy, mình chỉ có thể gọi là phân tích qua thôi chứ cái câu này mình khó dịch quá. từ texture nó coi là cấu trúc kết cấu và đây chắc chắn là kết cấu của cuộc sống. đúng không? cái sự muôn màu của nó, xong rồi là kiểu như mỗi một phía thì nó lại có một cái uh, cái fabric khác nhau. à đấy, các bạn có thể sử dụng cái từ này, cái fabric fabric vải Đấy, nó cũng có nghĩa là cái kết cấu luôn nha xem là à mọi thứ nó được đan xen lại với nhau như thế nào để cho con cái từ course này cái từ course này khả năng nó là kiểu khá giống từ từ raw khá là giống từ raw khả năng như thế còn medieval đó là kiểu trung cổ này những thứ gì kiểu ngày xưa Đấy, đúng không đã có từ medi tức là kiểu liên quan đến tầm ở giữa nha mà nếu như nói đến thời đại thì tức là kiểu chỉ có thời trung cổ thôi rồi và tiếp theo enter cái oral tradition tức là kiểu như là nó đi vào nha cái văn hóa truyền miệng này những cái sự dân gian đúng không người ta truyền lại với nhau color không phải là tô màu nha color không phải là tô màu các bạn ơi color đó là influence đấy color tức là influence đặc biệt khi mà nó đi với lại belief nó đi với opinion nha đây, nó đi với niềm tin, nó đi với lại quan điểm á Thì cái từ caller nó có nghĩa là kiểu như ảnh hưởng đến quan điểm. Đấy, và đây kiểu như là nó, nó ảnh hưởng đến cái gì? Cái mạch chuyện kể lại, đúng không? The narrative, narrative đó là sự tường thuật hoặc là mạch chuyện kể lại. Đấy, mạch chuyện này, hoặc là sự tường thuật, tường thuật. Đấy, từ caller là như thế. Ví dụ nha mình bảo rằng cái bộ phim này này, nó thực sự đã caller my thoughts. Tức là nó đã thay đổi cái suy nghĩ của tôi ấy. Đó, ấy nó khiến cho mình kiểu như nhìn theo một cái lăng kính khác các bạn ạ, rồi color my opinion, my belief các kiểu như thế, thì nó dùng từ color này như thế, tô điểm à, <laughs> đây là một cái tầng nghĩa C2 của từ color nó như thế, nào throughout Europe này, children were often neglected and abandoned uh, like Hansel and uh, Gretel. Đấy với rất là nhiều những cái lãnh thổ ở châu Âu thì trẻ con thường được không thường bị bỏ bê cũng như là bỏ rơi giống như kiểu anh em nhà Hansel với lại Gretel neglect tức là kiểu như không có đủ sự quan tâm cho một thứ gì đấy là mình neglect something tức là mình bỏ bê nó Đấy, not care enough rồi tiếp theo abandon tức là bỏ rơi nha bỏ rơi ừ. nó dùng bị động đúng không tức là bị bỏ rơi rồi accuse witches Uh, were burned at the stake lie the, like the evil mother-in-law In the six swans Đấy. Đó là những người phù thủy Những mụ phù thủy Bị uh, Bị làm sao nhỉ Bị cáo buộc Bị vu oan, Đã bị thiêu Đã bị thiêu dụi này uh, At the stake Cái the stake ở đây Thì nó đang ám chỉ cái gì ta nhỉ Khả năng là pháp trường Đấy, bị bị thiêu dụi nhá ở những cái nơi mà nó gọi là thi hành um, cái cái gọi là cái nghi thức đấy, Đấy, thì nó gọi là the stake. Đấy, thực ra nó có nhiều ý nghĩa lắm nhưng mà bây giờ các bạn phải hình dung chính là cái nơi mà nó đốt mấy cái con phù thủy ngày xưa, ấy. Đúng không? thì nó gọi là the stake. đấy ví dụ như kiểu là người mẹ kế độc ác trong cái câu chuyện đó là sáu con thiên nga, đấy the cruelty in the stories was not the Grimm's fantasy, uh, Roelick points out It reflected the law and order system of the old times. Cái sự uh, dã man, độc ác ở trong những cái câu chuyện của anh em nhà Grimm thì nó không phải là trí tưởng tượng của anh em nhà Grimm. Cái bà này, bà đã chỉ ra như vậy. Nó phản ánh cái hệ thống uh, thi hành luật pháp của thời xưa. Ừ. Chúng ta có accused đó là tố cáo. Nếu như mà kiểu accused witches ở đây đúng không? đó là những người mụ phù thủy mà đã bị gọi là tố cáo một cái tội ác gì đó do người ta gây ra, accused nó dùng ed ấy, tức là bị động bị người khác accused rồi và tiếp theo đó là swan chính là cái con thiên nga các bạn còn nhớ cái từ nó gọi là sang chảnh như con thiên nga là gì không? swan nha cái từ gì nhỉ? tính từ á, cruelty đó là sự dã man độc địa độc ác, fantasy của ai đó tức là kiểu như cái imagination của người ta imagination. Đấy, và thường nhé, nó sẽ sử dụng một cái từ rất hay đó là uh, the product of somebody's imagination hay là fantasy. The product of somebody's imagination, đúng không? Đấy, hay là fantasy. Nó không phải là cái sản phẩm của trí tưởng tượng đâu, rồi mà nó là sự thật cơ. Không, Swanky. Hôm qua vừa mới nói đúng không? Yên tâm, từ vựng nó cứ thế nó lặp lại thôi các bạn ạ. Hôm, hôm nay chúng ta đọc được cái từ Swan yên tâm là kiểu gì chúng ta sẽ lại nhớ đến cái từ đấy một lần nữa. Swanky mà. Đấy, rồi là kiểu như hôm, hôm qua đúng không? Nói đến người sắt, cái ông mà kiểu sang chảnh rõ ràng ấy. chúng ta gọi là kiểu ông sang. Ông sang, nhà ông sang chính là người sắt. Được, người sắt. Vì sao? Bởi vì là cái từ Tony nó chính là sang. Đấy, người sắt. Iron Man. À, ông tên tiếng Việt của ông ấy là Sang nha. À, Có thể là kiểu Lương Văn Sang Gì gì đó <laughs> Đây chúng ta sẽ có này Đó là Law and Order Order là trật tự nha Và đây kiểu hành pháp đúng không Luật pháp và trật tự à, Luật pháp và trật tự Còn Reflect thì đó là kiểu phản ánh Reflection chính là cái hình ảnh phản chiếu của chúng ta Trong gương à, Và đây là sự phản ánh đó, Phản ánh Rồi tiếp theo, thực ra học IELTS hay là học bất cứ một cái ngôn ngữ gì mà các bạn phải gọi là thấy vui cơ. chứ còn các bạn học như kiểu là hành xác ấy thì các bạn thấy chán đúng không? Mình đọc như thế này, mình thấy nó còn pha trò xong rồi là còn cười cười các thứ liên tưởng đủ các thể loại. Thì lúc đấy mình sẽ cảm giác là à, nó đỡ chán hơn. Chứ còn một cái bài đọc IELTS mà các bạn ngồi các bạn tra từ xong rồi là các bạn gọi là cố gắng hiểu nó chắc là chán đúng rất là chán luôn á. Now the editorial fingerprint fingerprint uh, left by the Grimm's betray the specific values of the 19th century Christian. Uh, Beaujois. No no no, có thể mình đọc sai từ này nhá. Bergueil. B... No. Từ này chắc chắn là mình biết nghĩa nhưng mà mình không dùng nó mấy thế cho nên là mình không có uh, quen với lại cái phát âm của nó. Nó là khá giống cái từ ấy high class. High class, nhớ hoặc là upper class, ý của nó là kiểu giai giai cấp um, giàu có, yeah. upper class, đó. Rồi, nào cái fingerprint ở đây chính là cái dấu dấu vân tay, và nó còn có, có có nghĩa là kiểu dấu ấn cá nhân nữa nha. Nha nó còn có nghĩa là touch, đơ somebody's touch chính là cái dấu ấn của mình để lại. Đấy, xem là cái ảnh hưởng của mình nó như thế nào. À? Rồi còn editorial tức là liên quan đến cái um, chỉnh sửa chi tiết của cái cuốn truyện đó, đúng không? biên tập, đã có tính biên tập. Ừ. betray này, nó đã gọi là phản bội lại những cái giá trị cụ thể của của gọi là kiểu đạo cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ 19 cũng như là phản bội lại cái xã hội nước đức uh, mang tính thượng tầng vào ngày đó. Ừ. nó betray tức là nó phản bội đấy. còn đây chúng ta sẽ có những cái giá trị cụ thể, đúng không? những cái giá trị kiểu rõ ràng. Christian tức là kiểu đạo cơ đốc rồi từ này nhá mình phải xem lại cái phát âm của nó là cái thổ tả gì nữa right. bourgeois, bourgeois đúng không nghe như kiểu từ pháp ấy nghe như kiểu từ tiếng pháp ấy thượng lưu thượng tầng đây này nó kiểu gọi là, là, là không 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 phải không phải kiểu như upper class mà nó nên là gọi là middle class đúng không, đúng không? hợp lý hơn bourgeois, bourgeois. Bourgeois đấy nghe như kiểu tiếng Pháp luôn tiếng Pháp Bourgeois ok nào but that has not stopped the tales from being embraced by almost every culture and nationality in the world nhưng cái điều đó thì nó không có ngăn những cái câu chuyện cổ Grimm nó được đón nhận bởi hầu hết những cái văn hóa cũng như là các cái uh, sắc tộc trên thế giới nó embrace Bình thường ấy, nó có nghĩa là đây này này, mình phân tích cho mọi người hiểu ngay. Brace chính là một cái Brace chính là một cái mà nó gọi là cái gì nhỉ? Từ 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 từ. Cái thời mà trung cổ ngày xưa ấy thì nó sẽ là cái cái giáp đeo ở tay các bạn ạ. Ngày xưa ấy thì nó gọi là cái giáp đeo ở tay bao bao tay, đúng rồi, bao tay. <laughs> bao tay nha, giáp khí giáp À, khí giáp đúng không binh khí các thứ đấy à, khí giáp thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta liên tưởng nghĩa rộng của nó ra ấy, thì nó còn có nghĩa là kiểu như cái gọng kìm hoặc là cái thứ để mà gia cố cố định một thứ gì đấy nó có thể là cái niềng răng nhá. ngày nay ấy, cái brace của chúng ta này nó có thể là cái niềng răng Được không à, rồi wearing braces tức là đang đeo niềng răng braces đó thì các bạn phải hiểu vì sao Ngày xưa nó có từ bao tay Bởi vì đấy là cái thứ mà nó kiểu là cố định tay đó, Nó gọi là giữ uh, ổn định Đấy, khi mà chúng ta cầm kiếm Và nếu như mà bây giờ liên hệ ra với thời hiện đại Thì nó có nghĩa là những thứ gì mà nó có tác dụng để mà gia cố Thì đấy nó sẽ được gọi là brace Và nếu niềng răng, đúng không, niềng răng đó, Thì nó gọi là braces Đấy, rồi tiếp theo uh, Im một thứ gì đó nha Tức là tạo ra thứ đấy Thế bây giờ embrace đó là tạo ra một cái trạng thái nó gọi là bao bọc xung quanh chặt đúng không và nó chính là một cái ôm chặt à, embrace chính là một cái ôm rất chặt ôm chặt đấy bởi vì hình ảnh nó cứ thế nó liên hệ ra nhiều những cái phạm trù khác nhau á thế cho nên embrace nó coi là sự cố định về cơ thể đó là ôm chặt nha một ai đó rồi và nếu như mà chúng ta liên hệ thêm nữa đi ẩn dụ thêm đi thì nó lại là kiểu sự giang tay giang tay ra đón chào đấy thì đấy là embrace, đây, giang tay ra đón chào một thứ gì đó, thì đấy chúng ta gọi là embrace something, ẩn dụ thêm. cứ thế các cái tầng nghĩa nó lên cao hơn thôi, đúng không? Từ cái nghĩa đen uh, nó lên những cái nghĩa mà nó bóng hơn, cao hơn. Đấy thì lúc đấy uh, một từ ấy nó có thể kiểu di chuyển từ cái nghĩa a 1 lên nghĩa c 2 luôn á. Nếu như mà càng ngày nó càng được ẩn dụ nhiều hơn. Rồi nào nó embrace này bởi tất cả Hầu hết, gần như tất cả những cái văn hóa, cũng như nationality, tức là quốc tịch, đúng không? Quốc tịch What accounts for this widespread, enduring popularity? Đấy, lower points to the universal style of the writing Cái điều gì nó đã dẫn đến cái độ phổ biến, lâu dài và lan tỏa rộng như thế này? Account for lại là một cái từ mà hôm qua các bạn đã gặp, đúng không? đấy tức là kiểu là cái nguyên nhân dẫn đến một thứ gì đó, ấy. A cause for something ấy, đó từ nó lặp lại mà đúng không? Hôm qua nó gặp rồi thì hôm nay nó gặp lại thôi. Enduring chính là cái từ nó endure, từ từ endure đúng không? Endure đó là um, duy trì, xong rồi là kiểu như kéo dài lâu, nhà thì gọi endure. Thường thậm chí nhá, nó còn có nghĩa là kiểu cam chịu nữa cơ, cam chịu lâu dài cơ, đó và nếu mà endure đúng không thì kiểu nó cứ thế nó cam chịu nó kéo dài thôi duy trì đó. endure là như thế và đây là tính từ này nào points to tức là bài chỉ vào bài gọi là dẫn ra bài outline một thứ gì đó đúng không um, cái phong cách quần chúng của của những ngôn từ được sử dụng trong những cái câu chuyện cổ Grimm you have no concrete descriptions of the land the, of the of the clothes All the forest uh, all the castles. Đấy. By points to tức là kiểu ấy chỉ vào bài dẫn ra một cái lý do nhá, đó là cái này. Được, cái universal thì tức là à nó mang tính chất là quần chúng hoặc là kiểu như nó mang tính chất là um, gọi là thường trực có thể liên hệ được ở bất cứ đâu thì đấy nó gọi là universal. Đấy là những thứ gì mà nó kiểu như là nó 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 xuất hiện ở khắp mọi nơi ấy. Đấy, xong rồi nó có tính liên hệ cao giữa tất cả mọi người. Thì đấy nó gọi là universal. Right. Cái này phải có ví dụ cho các bạn hình dung cơ. Giả sử như xem nào. Universal pop culture. Văn hóa đương đại mà nó kiểu được du nhập ở khắp mọi nơi. Đúng không? Thì lúc đó cái từ universal này này nó có thể hiểu là everywhere. Everywhere rộng rãi toàn cầu, vũ trụ, ờ uh, các bạn có thể hiểu là như vậy đúng không? Nó tồn tại ở bất cứ nơi nào. Đấy, nó có thể được liên hệ bởi bất cứ ai. Thì đấy gọi là Universal. Right. Đây, bạn không có bất cứ một cái sự mô tả uh, rõ ràng nào về những vùng đất, về những bộ quần áo, cũng như là về cánh rừng hay là về những cái tòa lâu đài ở trong những cái câu chuyện cổ Grimm. Đấy thủa xưa đúng không có một nàng công chúa đang đi ở trong rừng biết rừng nào công chúa nào đấy đấy chính là cái concrete descriptions nó không có nhé concrete tức là bê tông ấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu nếu như mà một thứ gì nó gọi là bê tông vậy thì tức là nó certain nó chắc chắn đó là những thứ mà kiểu nó có sự xác nhận rõ ràng được chưa thì đây nó đi với thông tin này rồi it makes the stories timeless and placeless nó khiến cho những cái câu chuyện cổ Grimm nó trở thành là um, cái gì khó dịch thế nhỉ từ 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 timeless đó là những thứ gì mà kiểu như là nó có thể um, tồn tại ở bất cứ một cái thời gian nào đúng không nó không cần nhất thiết phải gọi là ở một cái thời điểm nhất định đâu mà kể cả sau này nó vẫn có chỗ đứng thì đấy gọi là timeless nha yeah, timeless là như thế placeless từ từ placeless có là ở nơi nào cũng có thể liên hệ được nơi nào cũng như nhau hai từ này rất là nâng cao ấy bây giờ bảy trường tồn đúng đúng không dịch ra trường tồn còn kia <laughs> còn cái này thì sao à... chịu ừ nó vượt thời gian đúng không vượt thời gian thế thì cái này vượt nơi trốn ơi ờ, rồi vượt nơi trốn rồi vượt nơi trốn nhá các bạn phải để giúp mình đúng không? Các bạn phải gọi là hợp tác với mình để tìm ra những cái nghĩa tiếng Việt của nó. Mình có thể gọi là cắt nghĩa, phân tích được. Cái đuôi là, đó là cái đuôi không có, without á. nhá, đuôi là, tức là without something. Thế đây, without place, không cần một nơi trốn, đúng không? Không cần thời gian, bất cứ nơi nào, thời gian nào cũng liên hệ được. Right. The tales allow us to express our utopian longings, says uh, Jack Jipes uh, of the University of Minnesota. Whose 1987 translation of the complete fairy tales captures the rustic vigor of the original text. Những cái câu chuyện cổ Grimm cho phép chúng ta có thể bày tỏ những cái ham muốn về một cái xã hội uh, hoàn mỹ của chúng ta. Đấy, ông Jack Jives, ông ấy là một cái giáo sư đến từ Đại học Minnesota. Uh, ông ấy nói vậy và ông ấy có cái sự phiên dịch vào năm 1987 của cái cuốn um, truyện cổ Green truyện cổ Greems um, mà cái phiên bản nó gọi là kiểu hoàn thiện này. Và cái sự phiên dịch của ông ấy đã có thể phản ánh được những nét mộc mạc um, gọi là những cái sự gọi là nổi bật mang tính mộc mạc của cái văn tự ban đầu đó, của những cái gọi là cái 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 phần uh, sách viết ban đầu. Thực ra có càng là những cái bài mà nó gọi là IELTS bài 3 như thế này này. Phải nói là cái cách dùng từ của nó cao rồi ấy, thế cho nên là dịch sang tiếng Việt gần như là có một số từ khó lắm. Đấy, utopian đây này. Đâu, utopian tức là những thứ gì mà nó hoàn mỹ, nó nói đến một cái xã hội, một cái chế độ mà nó nó nó, nó kiểu như là <laughs> tất cả mọi người đều có được cái ước muốn, mong muốn của mình sống một cách nó hoàn mỹ thì đấy nó gọi utopian đó utopian tính từ nhưng mà không biết dịch ra tiếng việt là như thế nào cơ còn longings long for something thì đó là kiểu như một cái sự nóng lòng, sự mong muốn, sự thèm khát uh, trông đợi một thứ gì đó nhá nó rất là mãnh liệt thì đấy gọi là long for something long to do something cũng thế và tất nhiên là longings đó là những ham muốn tột độ nha ham muốn tột độ nó mạnh hơn từ desire đấy đấy mạnh hơn một tí đấy Nhanh mạnh hơn một tí rồi khải hoàn à à được 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 đúng không và tiếp theo này nó capture ờ, tức là kiểu nó có thể bắt giữ được hoàn toàn và nếu mà các bạn dùng cái từ capture ở đây nhá thì tức là à nó có thể phản ánh đó đúng không? bởi vì là cái giá trị nguyên bản của nó được lưu giữ ở trong cái sự phiên dịch này rồi cái translation này rồi đó thế cho nên nó dùng từ capture ở đây là như vậy Đấy à. ừ. ví dụ như kiểu là cái bài giảng cái lesson đấy mà nó có thể làm sao nhỉ? Nó captures tất cả những cái kiến thức quý giá đúng không? của toán học thì lúc đấy các bạn dùng từ capture nó như vậy. Ừ, kể cả cái bức ảnh này nó đã có thể capture được cái sự uh, đẹp của thiên nhiên, đấy, the beauty of nature đúng không? thì đó nó phản ánh được, nha nó đã lưu lại hết được rồi. Đấy, còn cái vigor thì bây giờ vigor đó là uh, vigor nhé khi mà các bạn dùng cái từ vigorous thì nó coi là những thứ gì nó mãnh liệt đấy, vigorous nó có um, gọi là kiểu như dòng máu chảy trong đấy rất là mạnh mẽ thì đấy gọi là vigorous được vì thế cho nên có cái từ viagra là như thế đây để máu chảy gọi là như xối xả <laughs> nhưng mà chúng ta phải hiểu vigorous coi là những thứ gì nó mạnh liệt này nó tràn gọi là đầy sức sống được chưa thì thì đấy vigorous là như vậy đặc biệt nhá nếu mà đi phát triển kinh tế đó, thì vigorous là như vậy và đây làm sao khó dịch nhỉ đúng không cái cái hồn mộc mạc à được cái hồn mộc mạc đi cái hồn mộc mạc Đấy. bởi vì cái vigor đúng không cái sự nổi bật ở trong cái cuốn truyện đó nó toát ra xong rồi rustic thì nó mộc mạc thì đúng rồi original text đó là cái văn bản ban đầu Đấy, nguyên gốc của nó cái này khó dịch lắm em ạ, thực sự rất là khó dịch, đấy bởi vì các bạn biết cái từ vigor là cái gì không? vigor đúng không? giải thích rồi nó coi như là kiểu như cái sức sống hoặc là cái tính nhiệt huyết hoặc là cái năng lượng, đấy, thế thì bây giờ dịch ra nó là gì? năng lượng mộc mạc, à? ok, đấy. năng lượng mộc mạc của cái cuốn truyện đó. Now they show a striving for happiness that none of us knows um, but that we sense is possible. Những cái câu chuyện cổ Grimm thì nó cho thấy một cái sự cố gắng hết mình để mà hướng đến hạnh phúc mà không ai trong số chúng ta biết không ai trong số chúng ta biết này. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được rằng là nó khả thi. Nó nên có từ know-how ấy. Đấy, know-how ở đây kiểu không ai biết là làm như thế nào đúng không à, nhưng mà chúng ta cảm nhận được chúng ta sense đó là chỉ là chúng ta dùng giác quan đấy để mà cảm nhận nhá sense là như thế không phải feel đâu feel khác sense nhá đó sense thì nó giống như kiểu là một cái thứ gì nó vô hình ấy nhưng mà chúng ta đang gọi là dùng cái bản năng dùng cái trí tưởng tượng hình dung của mình đúng không để mà mình cảm nhận nó đấy nó khác từ feel nhá feel thì đôi khi nó là kiểu những thứ gì mà nó 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 hữu hình đấy nhá rồi sense là như thế. Striving for. Strive bản thân nó là một từ C2 rồi. Nó có nghĩa là kiểu như mình try my best. Đó, để mà làm gì đó. nha Strive for something. Ừ. À, cái từ know how này cũng rất là hay này. Know how vì sao nó hay nhá Bởi vì là bản thân nói có thể ghép thành một cái từ know how như thế này. Đấy, cuốn sách này cho tôi những cái know how. Now, this book này provide some know how. Uh, this book nó provides đó, some know-how. đấy, rồi có nghĩa là những hướng dẫn, ấy. Đó, những cái hướng dẫn, những cái gọi là chỉ thị để mà chúng ta và đạt được một cái mục tiêu nào đó. Know-how, nha. Yeah, know-how dùng dạng danh từ. Rồi, we can identify with the heroes of the tales and become in our mind uh, the masters and mistresses uh, mistresses of our own uh, destinies. Chúng ta có thể gọi là liên hệ được với những anh hùng trong những cuốn truyện đó và trong tâm trí của chúng ta trở thành những cái người chủ nhân cũng như là nữ chủ nhân mistress từ 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 không phải đâu những người chủ nhân cũng như là những mỹ nhân ấy trong chính cái định mệnh của chúng ta rồi đọc truyện cổ tích thì chúng ta sẽ hình dung mình là công chúa mình là hoàng tử mình là những uh, master Đấy, ý của nó là như vậy nha chúng ta có thể identify with some somebody này thì tức là chúng ta có thể relate đã, relate to somebody liên hệ được với người ta rồi còn uh, mistress thực ra người ta thường nói đến uh, một người con gái chưa có chồng thì đấy gọi là mistress này có destiny đẹp tí nì đúng không ý của nó coi là định mệnh rồi nha nào fairy tales provide a workout for the unconscious or uh, Psychoanalyst à, Maintain Tức là thế nào Tự nhiên là có từ maintain ở đây nhỉ Những cái câu chuyện cổ này Thì nó đem đến một cái Bài thử thách hoặc là kiểu như một cái um, Bài luyện tập nhé, Dành cho Tại sao lại có từ maintain Ở đây ta Nhỉ đúng không các bạn thấy là nó hơi Tại sao lại có từ maintain ở đây ta hay là nó đang dùng từ maintain ở dạng danh từ mà mình không biết ta. Right. không, đúng không? Maintain maintenance thì nó mới là cái danh từ chứ, chứ còn hình như là có vẻ là nó sai nhá, yeah, nó nó là lỗi typo các bạn ạ. Thì unconscious này. Rồi, đấy nó nên là như vậy. Những cái câu chuyện cổ thì nó đem đến một cái bài luyện tập, một cái thử thách dành cho những cái người nghiên cứu về tâm lý mà không không có đủ nhận thức. Đó, unconscious nó có hai ý nghĩa nhé, một có nghĩa là bất tỉnh, hai có nghĩa là kiểu mình đang bị bị gọi là bị làm sao nhỉ? bị bị bị, bị um, ngu muội. À, chưa có thức tỉnh nhá, ngu muội. Rồi chưa có thức tỉnh thì đấy gọi là unconscious còn work out thì các bạn phải hiểu đây nó không phải là kiểu một cái 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 gọi là cái đi đến phòng gym hay là luyện tập đâu mà nó có nghĩa là kiểu một cái bài tập để mà thử trí người ta đấy đấy à. rồi đây còn psycho analyst những người phân tích về tâm lý này có cái ông Bruno famously promoted the therapeutic of the Grimm stories calling fairy tales the great comforters đấy. Cái, cái nhà nó gọi là phân tích uh, tâm lý Bruno này Ông ấy đã Hình như lại có một cái lỗi typo thì phải các bạn ạ Nó nên có một cái gì nhỉ? Character đúng không? Ok nó nên là có một cái từ character danh từ đi kèm á, ngữ pháp á Nào, ông ấy rất là nổi tiếng Ông ấy đã um, đề cao cái tính tính tâm lý trị liệu của những cái câu chuyện uh, Grimm's đấy gọi những cái câu chuyện cổ tích trong truyện cổ Grimm's đó là những cái great Confidors đó đó là những cái uh, phương tiện đúng không an ủi người khác vô cùng đáng kể đấy, vô cùng gọi là lớn vĩ đại đấy. chúng ta có từ comforter bình thường nó là cái chăn các bạn ạ. Comforter đó là cái chăn mỏng nha các bạn đi lên máy bay ấy, thì mỗi người sẽ được phép một cái comforter được là cái đấy rồi nó bắt nguồn từ từ comfort, comfort một ai đó tức là an ủi người ta, đấy làm cho người ta kiểu cảm thấy thoải mái hơn, được đấy chưa? Đấy, comfort là như vậy, comfort là như thế, là verb này, ok, comforter là cái chăn mỏng nhá. Còn nếu mà ẩn dụ lên thì nó coi là những thứ gì mà đem lại sự an ủi cho người khác. Có bao giờ verb sẽ đi với tính từ không? Có. <laughs> Tất nhiên là nó phải gọi là có đối tượng đi kèm nhé, thì verb sẽ cộng được với tính từ. Nó sẽ trở thành đó là nói đến cái kết quả đặc điểm của đối tượng sau khi mà trải qua hành động đó. Còn therapeutic thì nó có nghĩa là những thứ gì đem lại sự uh, êm dịu về mặt tinh thần cho chúng ta. Đó ví dụ một cái chuyến đi chữa lành ấy thì các bạn gọi là một cái therapeutic trip nha. Therapeutic trip. Đấy, một cái cuốn sách mà nó khiến cho chúng ta tâm hồn nó yên ổn hơn thì đấy tức là một cái cuốn sách mà nó có nó được miêu tả là therapeutic. Đấy. rồi therapeutic tiếp theo by confronting fears and uh, phobias symbolized by um, witches, heartless stepmothers and hungry wolves uh, children find children find they can master their anxieties ừ, rồi qua cái việc đó là đối đương đầu với những nỗi sợ cũng như là những cái những cái gọi là những cái chứng sợ hãi đấy mà mang biểu tượng bởi những người uh, phù thủy này uh, cũng như là những người mẹ kế mà vô cùng là uh, vô tâm đấy. Và những cái con sói tham lam uh, đói bụng thì trẻ con có thể nhận ra bản thân chúng nó có thể làm chủ được những sự lo âu, lo lắng bồn chồn của mình. Đây, chúng ta có từ confront, đó là kiểu đương đầu, đối mặt với một thứ gì đó đặc biệt khi mà kiểu như nó miêu tả ở trạng thái nó gọi là lớn lao tiêu cực, yeah. Phobia đó là những cái chứng mà khi mà chúng ta sợ một cái điều gì đó, ấy, nó 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 trở thành một cái gọi là chứng bệnh ấy. Đó là còn fear bình thường là nỗi sợ rồi. Symbolized tức là kiểu như được biểu tượng hóa bởi đấy bởi nó dùng ở dạng bị động mà. Yeah. Symbol thì nó biểu tượng rồi nhưng mà nó nó có cái đuôi lies, đấy, đuôi I, i z e thì tức là động từ liên quan. Heartless tức là without a heart Không hề có tim Vô tâm à, Vô tâm thậm chí nhé Heartless nó còn có thể là kiểu uh, Độc ác Không có tính thương người Thì đấy gọi là heartless à, Và tiếp theo Master cái đấy có nghĩa là làm chủ được nó này Làm chủ được những cái anxieties Rồi ông Bethlehem's theory Continues to be hotly debated But most young readers Aren't interested in exercising exercising their unconsciousness cái, cái gọi là cái lý thuyết đưa ra của ông Beto thì nó tiếp tục được tranh cãi một cách vô cùng là nảy lửa nhưng phần lớn những cái người độc giả trẻ tuổi thì không có hứng thú trong cái việc đó là exercising their unconsciousness khó này cái unconsciousness ở đây có thể hiểu là sự ngu muội đúng không? nếu như mà chúng ta liên hệ Cái từ unconscious ở phía bên trên theo ngữ cảnh thì đó là sự ngu muội, ngu muội. nhưng mà exercise nó, đấy, exercise nó bây giờ cái từ exercise nó có nhiều nghĩa nha. thứ nhất là làm bài tập đúng không? thứ hai luyện tập đúng không? thứ ba có nghĩa là kiểu như thực hiện quyền, thi hành cái quyền rồi, thi hành thực hiện đặc biệt khi mà nó đi với lại law, nó đi với lại system thì lúc đó chúng ta sẽ có từ exercise nó dùng như thế. Thế thì bây giờ nó đang đi theo ý nghĩa như thế nào hợp lý nhỉ? Dùng đến sự ngu muội của mình. Đúng không? Ok, dùng đến sự ngu muội của mình nha, yeah. dùng tới sự ngu muội của mình có thể được dịch ra như vậy là hợp lý. Họ không có hứng thú trong cái việc đó là sử dụng sự ngu muội của mình đâu. Đấy. Rồi còn hotly debated tức là kiểu nó được debate, nó được tranh cãi tranh luận một cách rất là nảy lửa Đấy, yeah. Exercise là như thế Ví dụ các bạn dùng cái từ exercise như thế này này Tức là exercise cái quyền của tôi Đây, my right to vote Tôi muốn sử dụng cái quyền để mà bầu cử của tôi đúng không? Ừ, thì exercise nó dùng như thế và mình đang nghĩ rằng là nó đang nghiêng cái từ use ở đây à, Nó nghiêng cái từ use ở đây Đấy, The Grim Tales, in fact, please Uh, please in an infinite number of ways Từ 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 Infinite Infinite number of ways À ok Đúng ra ấy, từ please này này Nó đang dùng ở dạng động từ đúng không Tức là nó Nó satisfy Đấy nó satisfy Tức là nó khiến cho ai đó hài lòng Nó đem lại sự hài lòng Đấy theo một gọi là theo vô vàn những cái cách nhé chúng ta sẽ có ở number ở đây coi như là một số lượng này infinite tức là những thứ gì mà nó không đếm nó không đếm nổi nó rất là lớn nó vô hạn đó infinite nhá ok và tiếp theo something about them seems to my seems to mirror whatever mood or interest we bring to our reading uh, of them Đấy. đó là một cái điều một cái thứ gì đó về những câu chuyện này nó có vẻ là nó đang mô phỏng Bắt trước lại bất cứ Bất cứ những cái hình thái tâm trạng Cũng như là những cái sự um, những, những cái sở thích của chúng ta <laughs> Khó nhỉ Từ từ nó mirror này Whatever mood or interest We bring to our reading to them Đây nha Nó mô phỏng lại được rồi. Nó bắt trước lại bất cứ một cái tâm trạng hay là cái sự hứng thú nào mà chúng ta đem đến uh, trong cái việc đọc những câu chuyện này. Đấy. The flexibility of interpretation suits them for almost any time and any culture. Cái sự linh hoạt, cái tính linh hoạt trong việc uh, gọi là cảm nhận ý nghĩa thì nó phù hợp với những cái câu chuyện đó gần như là bất cứ một cái thời gian, một cái thời đại hay là kiểu một cái văn hóa nào. Đấy tức là kiểu hiểu như thế nào cũng được Nhưng mà nó gọi là trường tồn theo thời gian đúng không Cũng như là kiểu mỗi một văn hóa Mỗi một văn hóa nó sẽ có một cái cách hiểu riêng Với những cái câu chuyện của Grimm đấy, Vì sao Mirror nhá Mirror ấy đó là cái gương dùng dạng động từ Tức là phản chiếu lại Phản chiếu lại hoặc là mô phỏng lại Bắt trước lại đấy, đấy, Bắt trước Mô phỏng Nó dùng dạng động từ ấy các bạn Chứ không phải là cái cái gương đâu đó nó mô phỏng lại whatever mood đó là kiểu bất cứ một cái tâm trạng hay là một cái sự hứng thú nào đúng không mà chúng ta bring to our reading of them tức là kiểu cái việc đọc của chúng ta với những cái câu chuyện đấy đó interpret một thứ gì đó tức là kiểu như chúng ta cảm thụ từ từ này mình biết là một số bạn sẽ hiểu cái từ interpret ở đây nó có nghĩa là biên phiên dịch đúng không interpret coi là kiểu biên phiên dịch nhưng mà ngoài ra nó khác với từ translate nhá, đây này, mình sẽ phân tích cho mọi người interpret. Nó khác với từ translate như sau. Translate tức là dịch đúng theo cái ý nghĩa của từ thì nó gọi là translate. Interpret nó là cắt nghĩa. Đấy, nó là cắt nghĩa, còn kia là dịch nhá, hai thứ nó hơi khác nhau một chút. Bây giờ ấy, có thể kiểu tôi dịch nó không gọi là um, đúng theo 100% đúng không? Nhưng mà tôi chuyển sang một cái ý nghĩa mà nó phù hợp với lại văn hóa của người nghe. Thì đây tức là tôi interpret Tôi, tôi translate tức là kiểu tôi word by word Các bạn hiểu chưa Thì đây nó sự khác nhau như vậy Word by word Vì thế nếu như mà chúng ta cảm thụ âm nhạc Hay là cảm thụ văn học nhá Thì nó đều dùng cái từ interpretation Để mà nói đến cảm thụ Đấy chưa? Thì nó sẽ là music à, Đó là một cái sự cảm thụ âm nhạc đúng không Musical interpretation Khả năng cảm thụ âm nhạc cũng được Khó đúng không? Đấy, rồi thế thì cái bài này sao nào bởi vì chọn bài khó thế cho nên là bắt buộc mình phải gọi xử lý xong nhá thế thì từ từ có lẽ là ý nghĩa như thế tất cả những cái phần bài này đã xong rồi đúng không làm bài thì đó là quyền của mọi người thôi nhá. mình nhiều khi mình làm đến đây mệt lắm rồi để rồi, phần còn lại nhá để mọi người xử lý nhá